Thật là một cặp đôi kỳ lạ, kết hôn 3 năm nhưng mới chỉ gặp nhau đúng một lần vào ngày tới đăng ký kết hôn. Hóa ra họ chỉ là hôn nhân trên hợp đồng để đối phó với hai bên gia đình giục cưới. Cô là An Xuân, bác sĩ tốt bụng, có chuyên môn giỏi nhất ở bệnh viện Thành Đô nhưng lại có một tuổi thơ khốn khó. Bố mẹ cô bị tai nạn giao thông và đã qua đời từ khi cô còn nhỏ, còn anh là Mỗ Bắc Dạ, đại thiếu gia thừa kế của nhà họ Mỗ giàu có nhất thủ đô. Sau khi đăng ký kết hôn, anh ra nước ngoài 3 năm biệt tăm biệt tích không có một thông tin gì. Khi anh trở về nước, duyên phận một lần nữa đưa hai người họ trở về bên nhau. Mỗ Bắc Dạ bị tai nạn, cấp cứu tại bệnh viện Thành Đô, chính An Xuân đã cứu mạng anh. Hóa ra An Xuân chính là cô bé hồi nhỏ đã giúp đỡ anh, khiến anh đem lòng thầm thương suốt bao nhiêu năm trời. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, những lần tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, họ đã vượt qua và cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau. Hãy cùng đón xem bộ phim này nhé! Tôi sẽ đi nước ngoài trong 3 năm. Thời gian này, tôi sẽ trả mọi chi phí sinh hoạt cho cô. Dù sao thì cũng chỉ là để giải quyết áp lực kết hôn của gia đình mà thôi. Sau 3 năm khi anh trở lại, chúng ta sẽ ly hôn. Mỗ Tổng, anh thích kiểu con gái như thế nào? Tôi không muốn trở thành người thừa kế của Mỗ gia. Tôi muốn cưới em gái Xuân Xuân. Anh à, Xuân Xuân. Bác sĩ An, hôm nay, người thừa kế Mỗ gia đã bị tai nạn xe hơi. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy ở bệnh viện, tương lai của tôi sẽ bị hủy hoại. Mỗ gia sao? Tại sao lại quen thuộc đến vậy? Quên đi, người giàu đều giống nhau. Nhờ anh ta xóa nợ, giúp những bệnh nhân nghèo của tôi. Tôi sẽ cứu mạng anh ấy. Nhanh lên, nhanh lên. Nhịp tim của Mỗ Tổng đang giảm dần. Mạng của anh ấy đã được cứu. Tuyệt vời, bây giờ danh tiếng của bệnh viện chúng ta được bảo toàn. An Xuân, tất cả là nhờ có cô. Anh à, hãy về nhà với em. Xuân Xuân. Hãy xóa nợ bệnh nhân nghèo trong danh sách này. Vâng thưa Mỗ Tổng. Tôi nghĩ lại rồi, xóa nợ cho toàn bộ bệnh nhân nghèo trong bệnh viện. Làm điều đó một cách kín đáo, đảm bảo rằng mọi bệnh nhân ở đây có đủ khả năng điều trị. Vâng. Còn nữa, Xuân Xuân, cậu đã tìm thấy nơi ở của cô ấy chưa? Vẫn chưa hả? Thật tuyệt. Cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ. Một người tốt như vậy. Cảm ơn anh đã hỗ trợ. Thật là tốt bụng, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng này. Mỗ Tổng, dù anh là người giàu nhất thủ đô, bác sĩ An đã tự mình làm vậy, để anh phải trả tiền hơn 30 triệu cho bệnh viện. Điều đó không đúng, đừng lo, tôi chắc chắn sẽ dạy cho cô ấy một bài học. Không sao đâu. Bác sĩ An này có lai lịch thế nào? Thực ra cô ấy là một người khá đáng thương. Tôi nghe nói hôn nhân của cô ấy không hay, chồng cô đã bỏ đi, thế là cô ấy lao vào y học. Cô ấy là bác sĩ nổi tiếng nhất thủ đô. Ồ đúng rồi, tôi nghĩ cô ấy cũng là trẻ mồ côi. Trẻ mồ côi sao? Em không còn gia đình. Anh trai, từ giờ trở đi, em sẽ coi anh như gia đình. Lời anh nói, đúng không? Hoàn toàn đúng. Sao tôi dám lừa dối anh, Mỗ Tổng? Giúp tôi điều tra một người. An Xuân, em đã nhìn chằm chằm vào ảnh của Mỗ rất lâu rồi. Đừng nói với chị, em quan tâm đến anh ấy. Chị đi ra đi. Nếu không phải vì anh ta đã xóa nợ cho bệnh nhân nghèo, em cũng không buồn nhìn anh ấy. Hãy để chị nhắc nhở em, Mỗ Tổng này đã kết hôn rồi. Dù em có định làm gì, cũng phải đợi anh ấy ly hôn. Chị ơi, em cũng lấy chồng rồi. Cuộc hôn nhân đó của em chỉ là sự cô đơn. Sau khi lấy giấy đăng ký, em còn không biết chồng đã mình đã 3 năm rồi phải không? Anh ấy đã liên lạc với em chưa? Hừ, liên hệ gì chứ? Nếu em không vứt giấy đăng ký kết hôn và quên mất anh ấy trông thế nào,
Lẽ ra em đã tìm thấy anh ấy và ly dị anh ấy từ lâu rồi. Thế là anh không bám lấy em nữa. Xin chào, tìm thời gian để hoàn thành thủ tục giấy tờ vào ngày mai. Giấy tờ gì? Anh là ai? Tôi là chồng cô, em yêu. Hôm nay anh đã nấu món em thích nhất. Hình như người vợ trên danh nghĩa của tôi đã không chung thủy rồi. Mỗ tổng, bác sĩ An đó là người phụ nữ anh thực sự đã kết hôn. Mỗ tổng, thiếu phu nhân đã được chọn bởi lão gia trước khi ông ấy trở nên giận. Anh thực sự có ý định ly hôn với cô ấy không? Loại phụ nữ đó chỉ được cơ quan dân sự công nhận, không phải bởi tôi. Hơn nữa, loại phụ nữ đó không xứng đáng đặt chân vào cửa nhà họ Mỗ. An Xuân, cô cần phải đi xin lỗi Mỗ tổng ngay bây giờ. Xin lỗi à? Tôi đã cứu mạng anh ấy. Sao phải xin lỗi? Vì hành động cá nhân của cô, Mỗ gia đã phải trả hơn 30 triệu cho chúng ta mà không có lý do. Mỗ tổng chắc chắn đang tìm hiểu lý lịch của cô vì điều này. Nếu cô không xin lỗi, bệnh viện này sẽ tiêu đời. Giám đốc Trương, bệnh viện của chúng ta 5 năm nợ đã được xóa. Chúng ta đã nhận được hơn 300 biểu ngữ. Anh không những không cảm ơn tôi mà còn muốn tôi xin lỗi phải không? Cô có bị mất trí không? A Xuân, bây giờ cô chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là xin lỗi Mỗ tổng, hoặc là bồi thường thiệt hại cho Mỗ gia, hoặc rời khỏi bệnh viện mãi mãi. Ai đã cho anh can đảm đối xử với người của tôi như vậy? Người của anh sao? Mỗ tổng, An Xuân, hai người. Tôi đã xếp hàng để gặp bác sĩ và bác sĩ An đã cứu sống tôi. Mỗ gia của tôi sẽ không bao giờ đối xử với người cứu mạng như thế này. Nhưng anh chỉ quan tâm đến bản thân mình khi gặp khủng hoảng. Tôi nghĩ anh không nên làm giám đốc nữa. Anh Mỗ, anh hiểu lầm tôi rồi. Mỗ tổng, tôi đã thiết lập quỹ 1 tỷ nhân dân tệ cho bệnh viện Bắc Kinh dưới tên của cô. Tôi không ngờ Mỗ tổng lại hào phóng như vậy. Cảm ơn. Nhưng tôi thực sự muốn biết tại sao anh làm điều này. Lý do là gì? Sau này cô sẽ hiểu. Xin chào. Tôi không quan tâm cô là ai. Đừng có giở trò. Gặp tôi ở cục nội vụ trong 3 ngày nữa. Anh có điên không? Tôi có biết anh không? Vì cô ấy vẫn giả ngốc, Mỗ gia sẽ cho cô ấy cơ hội biểu diễn, tổ chức họp báo trong 3 ngày tới, tuyên bố ly hôn. Vâng, ngoài ra, hãy để mắt tới hoạt động của An Xuân. Một khi cô ấy đã ly hôn, Mỗ gia sẽ cầu hôn. Vâng, tôi hiểu rồi. An Xuân, kể từ bây giờ, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô. Ngày nay có đủ loại người, thậm chí có người còn cố lừa tôi đến cục dân chính. Cục nội vụ sao? Tên chồng khốn kiếp của tôi. Tôi sẽ ly dị tên khốn đó nếu buộc phải làm thế. Ai cần anh ấy? Biến đi. Tôi đang tìm cháu trai tôi và vợ nó. Ông già điên khùng, ra khỏi đây đi. Ông ổn chứ? Thưa ông, tôi không thể tìm thấy cháu trai của tôi và vợ của nó. Tôi đang ở đâu thế này? Thôi nào, ông à, ông hãy đến đây hạ. Đừng lo lắng, thưa ông. Ông cứ ngồi xuống và bình tĩnh suy nghĩ. Thưa ông, đây là số điện thoại của cháu. Cháu tên là An Xuân. Nếu ông cảm thấy không khỏe, ông có thể gọi cháu bất cứ lúc nào. Cháu dâu, ông hãy đợi ở đây, cháu sẽ nhờ y tá giúp ông tìm cháu dâu. Cháu dâu, đưa ta đi tìm vợ của cháu trai tôi. Ông nội, tại sao ông lại ở đây? Ta muốn gặp vợ của cháu trai ta. Không, vợ của cháu trai ông không có ở đây. Cháu sẽ kêu người đưa ông. Đừng chạm vào ta, ta sẽ không rời đi. Ông ơi, đừng gây chuyện nữa. Đừng chạm vào ta, ta đã nói dừng lại. Rời đi. Anh còn bắt nạt người già sao? Tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ anh có thể làm bất cứ điều gì chỉ vì tôi sẽ gọi cảnh sát. Ông nội, ông có định để cháu trai mình bị buộc tội oan không? Ông nội, ông là ông nội của anh ấy hả? Đồ khốn nạn, đây là hình phạt của cháu. Nếu ta không đến, ta sẽ không biết cháu và vợ cháu
cả hai đều ở đây. Ý ông là gì? Cháu dâu, cháu đã phải chịu đựng 3 năm nay. Nếu tên khốn này dám ngược đãi cháu, ta sẽ là người đầu tiên phản đối. Ông à, ông nhầm người rồi, cháu không phải cháu dâu của ông. Tất cả là lỗi của cháu, cháu dâu ta thậm chí còn không nhận ra ta nữa. Ôi, ông nội, về nhà trước đã, cháu sẽ giải thích, được chứ? Người đâu? Đưa lão ra về nhà. Thằng nhóc này, cháu không thể lạnh lùng với An Xuân nữa. Hai đứa phải sớm sinh cho ông một đứa chắt. Được rồi, được rồi. Quân Khải, người phụ nữ trong giấy đăng ký kết hôn của tôi, tên cô ấy là gì? Tôi nghĩ, cũng là An Xuân. Cùng tên sao? Trên đời này có thể có sự trùng hợp như vậy sao? Có lẽ tôi đã hiểu lầm trên điện thoại trước đó. Ông đừng lo, ngay khi ông xuất viện, cháu sẽ đưa cháu dâu của ông về nhà và chăm sóc ông thật tốt. Tôi có tin tốt cho mọi người. Tôi sẽ đến cục dân sự để sớm ly hôn. Thật sao? Chúc mừng chị đã lấy lại được tự do. Tạm biệt. An Xuân, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tên khốn đó. Kết hôn được 3 năm và không bao giờ xuất hiện, anh mới là người tuyệt nhất. Anh sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy. Cô vẫn là vợ của tôi. Cô đã đưa ai đó về nhà rồi, cô có thiếu kiên nhẫn đến vậy không? Cuộc họp báo sẽ bắt đầu ngay lập tức. Tôi sẽ tuyên bố công khai việc ly hôn. Hai người hãy nghỉ ngơi nhé, tôi đi ra ngoài một chút, đến cục dân chính. Để ly hôn. Ly hôn sao? Bác sĩ An đã giúp chúng tôi giải quyết nợ. Thật là một cô gái tốt, tại sao cô ấy lại bị tên khốn đó bắt nạt? Người xinh đẹp và tốt bụng như bác sĩ An, chúng ta phải giúp cô ấy, chúng ta nhất định phải đi. Chúng ta không thể để bác sĩ An bị sỉ nhục. Cô ấy không thể bị sỉ nhục. Đi thôi. 3 năm trước, vì lý do gia đình, tôi cưới An Xuân. An Xuân lừa dối trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cô ấy thật vô đạo đức, mang lại sự xấu hổ cho mẫu gia. Tôi chưa bao giờ nghĩ An Xuân sẽ như vậy. Ngoại tình, loại phụ nữ này là một sự xúc phạm đến danh tiếng của mẫu gia. Sự cao quý của mẫu gia không thể bị dẫm đạp. Hôm nay tôi muốn mọi người cần biết rằng tôi, mẫu tổng, sẽ ly hôn với vợ tôi. Hôm nay tôi muốn mọi người biết rằng tôi, mẫu tổng, sẽ ly hôn với vợ tôi. Đồ nhóc con, nghĩa là ta vẫn còn sống. Cuộc hôn nhân này, đừng nghĩ đến việc kết thúc nó. Ôi, ông nội, mọi chuyện hôm nay hoàn toàn là hiểu lầm. Mọi người giải tán đi. Thôi chúng ta về nhà thôi. Ông ơi, cháu làm việc này để lại danh tiếng cho mẫu gia. Ông à, cháu vẫn quan tâm đến mặt mũi sao? Cháu đã gây ra một cảnh tượng lớn như vậy, cháu đã hoàn toàn vứt bỏ danh tiếng của mẫu gia. Ta nghĩ cháu muốn chọc giận ta đến chết. Ông nội, ông nội, mau chụp ảnh, chụp ảnh. Dừng quay phim, ngừng quay phim. Anh ấy nói hôm nay sẽ ly hôn. Tên khốn đó, anh ấy ở đâu? Họp báo ly hôn mẫu gia. Mẫu gia sao? Mẫu tổng, mẫu bác dạ. Thật trùng hợp, ly hôn cùng ngày với tôi. Thật là trùng hợp, ly hôn cùng ngày với tôi.
Giám đốc Trương, An Xuân, cô đã gây ra một cảnh tượng lớn như vậy với cuộc ly hôn của mình, còn dám xúi dục bệnh nhân gây chuyện. Cô nghĩ bệnh viện là gì, một sân chơi sao? Ngày mai hãy nộp đơn xin từ chức. Này, này, giám đốc Trương. Đồ khốn kiếp. Cháu đã hứa sẽ sống tốt cùng An Xuân, tại sao bây giờ lại rút lại lời nói của mình? Nói đi, cháu có người phụ nữ khác ở bên ngoài sao? Ông nội, ông đang nói gì vậy? Đó là cô ấy có người đàn ông khác. Cháu đang nói cái gì vậy? An Xuân không phải là loại người như vậy. Đừng hủy hoại danh tiếng của cô ấy. Cháu đã chính mắt nhìn thấy, không thể sai được, có thể có sự hiểu lầm nào đó. Ngày về nước, cháu gọi cho cô ấy, và cháu nghe thấy giọng nói của một người đàn ông khác. Cháu tự lừa dối mình rằng đó là sự hiểu lầm. Nhưng hôm nay khi cháu đến đón cô ấy đã sống với người đàn ông khác rồi. Vậy bây giờ cháu dự định làm gì? Ly hôn. Bác Dạ, ta biết lúc này cháu rất tức giận, nhưng hãy thử nghĩ xem, từ góc nhìn của An Xuân, một cô gái trẻ với một người đàn ông cô ấy chỉ mới gặp một lần, cuộc hôn nhân chớp nhoáng, vừa nhận được giấy đăng ký, và rồi chồng cô ấy đã biến mất. Cô ấy không có cảm xúc trong một hôn nhân chớp nhoáng. Trong thời gian này, nếu cô ấy gặp được người phù hợp và đến với nhau, có vẻ như cô ấy không làm gì sai cả. Vậy thì sao ạ? Vấn đề này có thể thực sự là một sự hiểu lầm. Tại sao chúng ta không cho An Xuân một cơ hội khác để giải thích? Nếu đúng như cháu nói, chúng ta có thể quyết định sau. Ông nội, nếu không phải vì ông, cháu đã có thể làm cặp đôi này biến mất khỏi Bắc Kinh từ lâu. Giải thích gì chứ? Khi cô ấy đang ở trên giường với một người đàn ông, có bao giờ nghĩ tới cho cháu một lời giải thích không? Chuẩn bị ngay giấy ly hôn. Mũ tổng, việc mua lại bệnh viện Bắc Kinh đã hoàn tất, lễ cắt băng khánh thành được ấn định vào ngày mai. Anh có chắc chắn muốn cô làm giám đốc mới không? Kỹ năng y tế của cô ấy ổn, và cô ấy thực sự là một bác sĩ giỏi. Cô ấy xứng đáng với điều này. An Xuân, đợi anh. Một khi anh đã ly hôn, anh sẽ cưới em. Tại sao tối qua mũ tổng lại đột nhiên mua lại bệnh viện? Còn có thể là gì nữa? Tại sao chứ? Bệnh viện Nhân dân thành phố, họ nghĩ rằng bệnh viện của chúng ta có lãi là vì tiền bạc. Họ muốn bù lại số tiền lãng phí cho bệnh nhân nghèo trước đây, thế thôi. Mũ tổng, chào mừng đến với bệnh viện của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị lễ cắt băng khánh thành cho anh hôm nay. Mũ tổng, anh có muốn nói vài lời không? Tập đoàn Mũ Thị mua lại bệnh viện Thành Đô, không chỉ vì lợi nhuận, mà còn để tất cả người dân Thành Đô để có đủ khả năng được chăm sóc y tế. Từ giờ trở đi, tất cả bệnh nhân có nhu cầu có thể được điều trị miễn phí, miễn là họ cung cấp bằng chứng về khó khăn tài chính. Tốt, tốt quá rồi. Để đảm bảo điều trị công bằng cho tất cả bệnh nhân, chúng tôi đã quyết định bổ nhiệm một giám đốc mới. Người này là An Xuân. Bác sĩ An là một người tuyệt vời. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ bác sĩ An. Không vì lợi nhuận, và anh ấy đã bổ nhiệm tôi làm giám đốc. Có thể nào tôi đã đánh giá sai anh ấy không? Tốt quá. Xin lỗi bác sĩ An. Ôi không, giám đốc An, tôi xin lỗi, thị lực của tôi không còn tốt nữa. Anh làm gì thế? Tôi đang làm gì sao? Chắc hẳn cô đã quyến rũ mỗ tổng chứ còn gì nữa. Làm sao cô có thể mất vị trí giám đốc của tôi vì cô dám dùng quy tắc ngầm dụ dỗ mỗ tổng? Đừng đổ lỗi cho tôi vì đã khiến cô rời khỏi bệnh viện Thành Đô một cách nhục nhã nhất. Anh nghĩ mình có khả năng không? Anh không xứng đáng. Giám đốc là bộ mặt của bệnh viện chúng tôi, người như cô ấy không thể ở lại. Thật kinh tởm, ai biết được cô đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông. Thông tin đồn về đời tư của tôi làm tôi xấu hổ, chỉ để hủy hoại tôi.
tôi luôn không thích kiểu này. Âm mưu nơi làm việc, vị trí giám đốc này hãy để người khác. Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô. Tuy nhiên, nếu vấn đề của cô ảnh hưởng đến Mỗ Thị, thế thì tôi xin lỗi, tôi không thể giữ cô. Mỗ Tổng, anh biết đây là một sự hiểu lầm. Nếu đó là sự hiểu lầm, bằng chứng đâu? Nếu không thì làm sao tôi có thể cô có khả năng trở thành một đạo diễn giỏi đó? Được. Vào đi. Mỗ Tổng, có chuyện gì? Báo cho bộ phận công nghệ, hợp tác toàn diện với An Xuân. Vâng, tôi hiểu rồi. Tại sao bây giờ Mỗ Tổng lại can thiệp? An Xuân, đừng đổ lỗi cho anh. Anh chỉ muốn em học cách tự bảo vệ chính mình. Vấn đề này quả thực là do giám đốc Trường làm. Thưa anh, xin hãy đi với các anh là ai? Muốn gì, hãy hợp tác. Các anh có biết tôi là ai không? Thả tôi ra ngay. Nếu không các người sẽ hối tiếc. Ngoài việc tung tin đồn, vu khống, anh không có chiến thuật nào khác à? Thật sự hạ đẳng. Tôi chưa xong việc với cô đâu. Phòng nhân sự, thông báo cho mọi người trong bệnh viện nếu ai có ác ý nữa. Và vu khống đồng nghiệp, Mỗ Thị sẽ không bao giờ thuê lại họ. Vâng Mỗ Tổng. Trợ lý Tần, cảm ơn. Cảm ơn vì điều gì? Tôi biết. Anh đã gọi cho bộ phận công nghệ. Nếu không thì tôi đã không có được bằng chứng này. Mỗ Tổng bảo tôi đưa bằng chứng. Nếu cô muốn cảm ơn, hãy cảm ơn anh ấy. Tôi nghĩ Mỗ Tổng cũng nghi ngờ đời tư của tôi không đúng mực. Tôi không ngờ anh ấy sẽ giúp tôi thu thập bằng chứng. Xin chào. Tại sao lại như vậy? Em nghĩ Mỗ Tổng khá tốt. Em có thể đã có một số hiểu lầm về anh ấy trước đây. Mỗ Tổng không thích nịnh nọt. Không, chỉ xét về phong thái. Không ai có thể so sánh được với Mỗ Tổng. Một người đàn ông như thế thực sự có liên quan đến vở kịch ly hôn. Vợ anh ấy thực sự là vô ơn. Nếu chồng em tốt bằng một nửa anh ấy, em sẽ rất biết ơn. Chị đang làm gì thế? Chỉ cần nói, không phải Mỗ Tổng được đục đẽo đến nỗi giống như một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp trở nên xấu nộp. Anh ấy chỉ quá. Quá cái gì? Quá. Quá hào phóng. Cảm ơn Mỗ Tổng vì đã cho tôi cơ hội được làm giám đốc. Vậy hãy làm việc chăm chỉ, sau bữa tối, tổ chức rà soát, hồ sơ bệnh nhân nghèo, vài năm qua. Vâng. Cô không cần cảm ơn tôi. Thái độ của cô đối với những bệnh nhân đó, khiến tôi cảm nhận được hơi ấm của thế giới này. Mỗ Tổng, thiếu phu nhân không trả lời điện thoại. Chúng tôi không thể đưa ra thỏa thuận ly hôn nếu cô ấy không trả lời. Cậu không thể tìm ra vị trí của cô ấy sao? Mỗ Tổng bị sao vậy? Tôi có cần dạy cậu cách tìm ai đó không? Xin lỗi hai cô. Mỗ Tổng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đó là về vụ ly hôn. Người vợ trên giấy chứng nhận kết hôn của tôi có lẽ lại đang vui vẻ với ai đó. Cô ấy không trả lời điện thoại. Tại sao điện thoại của cô lại có chuông? Tin nhắn rác. Tôi sẽ ra ngoài để thực hiện cuộc gọi này. Tên ngốc này, có can đảm gọi cho tôi. Anh gì ơi? Tại sao anh không? Cuộc ly hôn gặp trở ngại, rất tiếc. Hẹn gặp cô ở Mỗ gia tối mai. Tôi, tại sao tôi phải nghe anh? Tôi đã soạn xong đơn ly hôn. Hãy đến ký vào ngày mai. Xin chào, xin chào. Có chuyện gì vậy? Anh ấy là người như thế nào? Tên nhóc ngốc nghếch đó. Có một người tốt như vậy mà không biết trân trọng cô ấy, nhất quyết đòi ly hôn. Có vẻ như hôm nay lão già là ta, cần phải đích thân ra tay để giúp nó giành lại vợ mình. Hừm.
Ông ơi, cháu nghĩ người phụ nữ này tiếp tục trì hoãn việc ly hôn với anh họ chỉ vì tiền của mỗ gia. Nhảm nhí, Sơn Sơn không phải loại người như vậy. A Sơn này chỉ là một cô gái, thậm chí còn chưa gặp chúng ta, không địa vị, không lý lịch và không có tình cảm gì với Bắc Dạ. Vậy thì nếu cô ấy đến đây không phải vì tiền, cô ấy ở đây để làm gì? Tiền, 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 suốt cả ngày chỉ quan tâm đến vận mệnh của mỗ gia. Ta vẫn chưa chết, chưa đến lượt của con can thiệp vào chuyện của mỗ gia. Dù có tài sản trăm tỷ, cuộc ly hôn sẽ diễn ra hôm nay. Xuân Xuân cuối cùng đã trở lại. Nào, đến đây ông nội xem thử mỗ ra sao. Cháu nghĩ cháu đã đến nhầm chỗ. Không, không nhầm đâu, cái này là nhà của cháu mà. Hãy đến đây, ngồi cạnh ông nội. Cái gì? Ông đang nói cháu đã có một cuộc hôn nhân chớp nhoáng 3 năm trước và cháu đã gả vào nhà họ mỗ sao? Sao có thể chứ? Ông à, chắc ông đang đùa thôi. Làm sao ta có thể lừa dối cháu được? 3 năm này cháu đã ở ngoài đó một mình, bạn đã phải chịu đựng. Cháu trai ông tuy hơi kiêu ngạo nhưng có một trái tim nhân hậu, nó sẽ bảo vệ cháu suốt đời. Ông nội, có bao nhiêu cháu trai nhà họ mỗ ấy? Mỗ gia có 2 cháu trai và 1 đứa cháu gái, sao vậy? Ông làm cháu sợ đó. Cháu nghĩ sao lại trùng hợp như vậy? Có vẻ như cháu đã kết hôn một người đàn ông khác của mỗ gia. Ông ơi, hôm nay cháu đến đây để ly hôn. Ông nội, hôm nay cháu đến đây để ly hôn. Có chuyện gì vậy? Cháu trai ta có bắt nạt cháu không? Nói với ông nội sẽ dạy cho nó một bài học. Không, không, đó là lý do của riêng cháu. Khi chúng cháu nhận được giấy đăng ký kết hôn, đó là một cuộc hôn nhân hợp đồng. Sau khi kết hôn, chúng cháu đã không gặp nhau 3 năm rồi. Không có sự kết nối cảm xúc. Cảm xúc có thể được nuôi dưỡng. Thế này thì sao? Hứa với ông nội, cháu sẽ ở lại đây trong nửa năm. Thế nào? Sau nửa năm, nếu hai đứa vẫn cảm thấy không phù hợp thì có thể ly hôn. Lúc đó ta vẫn sẽ là ông nội của cháu, ông nội nhận cháu là cháu gái của ông. Điều đó có được không? Nửa năm là được. Mỗ gia sẽ không đối xử tệ với cháu đâu. Lý do chị dâu sẵn sàng ở lại không thể đơn giản là cháu gái của ông nội phải không? Ý cô là gì? Tôi muốn hỏi. Ý chị là gì? Chị chỉ là một người phụ nữ bình thường xuất thân khiêm tốn, kết hôn với mỗ gia đã là phúc lớn rồi. Bây giờ chị biết chị sắp ly hôn, chị chỉ muốn được chia một phần tài sản của mỗ gia. Tại sao lại giả vờ cao quý như vậy? Đừng có hỗn. Bố, Giao Giao chỉ vì lợi ích của mỗ gia. Sợ sau này bố sẽ già đi và cho đi tài sản của mỗ gia cho người ngoài. Có thể ta đã già, nhưng ta không ngu ngốc. Ta tin tưởng tính cách của An Xuân. Cô ấy là người ta chấp nhận với tư cách là mỗ phu nhân. So với đám người, những kẻ chỉ quan tâm đến tiền bạc, DGAC rồi, cô ấy vượt trội hơn nhiều về mọi mặt. Ông ơi, chị dâu vừa đến nhà họ mỗ, cháu chỉ đưa ra lời nhắc nhở thân thiện thôi. Chị dâu, em uống mừng chị nhé, để xin lỗi vì thái độ của em. Ngay bây giờ, tốt nhất là như vậy. Tên nhóc đó, thậm chí còn đến muộn. Chúng ta đừng chờ đợi nó, hãy ăn trước nhé, nào. Xin lỗi, tôi cần vào nhà vệ sinh. Đừng quá rõ ràng với việc đánh thuốc mê. Những thành viên mỗ gia đang thực sự có âm mưu phải không?
thuốc giải độc sẽ mất nửa giờ để phát huy tác dụng. Tôi muốn xem họ còn có những mánh khóe nào khác nữa. Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Chị dâu, chị thấy không khỏe à? Không có gì đâu, đột nhiên cảm thấy có chút ngứa ngáy. Chị dâu, tay chị bị sao vậy? Không có gì đâu, chỉ là dị ứng thôi. À, sao chị mắc phải căn bệnh này, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Xuân Xuân ơi, cánh tay của cháu tại sao dị ứng lại nặng đến vậy? Ông ơi, chị dâu không hề bị dị ứng đâu, đây là bệnh lây truyền qua đường tình dục. Báo chí đã đưa tin rằng những người bị nhiễm chất độc có triệu chứng rõ ràng nhất đó là vết mẩn đỏ có dọc. Ông nội hãy nhìn kỹ đi. Vết mẩn đỏ trên tay chị dâu không phải dọc sao? Cái này, Xuân Xuân bị đầu độc như thế nào? Căn bệnh này chỉ có một cách bị nhiễm, đó là thông qua việc kinh doanh bẩn thỉu đó. Và cần có mối quan hệ ít nhất 10 người đàn ông có thể bị nhiễm virus này. An Xuân, cô đã kết hôn được 3 năm, cô đã và đang làm gì? Cái này làm thế nào cô có thể mắc một căn bệnh như vậy? Tại sao tôi lại mắc bệnh này? Hai người nên biết rõ nhất, phải không cô? An Xuân, ý cô là gì? Chị dâu, chị không tôn trọng chính mình, ngoại tình người đàn ông khác và bây giờ lại đổ lỗi cho chúng tôi sao? Tôi nghe từ anh họ của tôi, đã tận mắt chứng kiến chị đưa một người đàn ông về nhà. Vô lý, tôi đã từng làm vậy. Khi nào chứ? Trong 3 năm kết hôn, tôi đã tập trung vào công việc, là anh ta đã bỏ rơi tôi. Mỗ gia sẽ không bao giờ cho phép một người phụ nữ lăng nhăng kết hôn. Đủ rồi, tất cả các người im lặng. Nói cho ta, ai đã làm điều này? Ai đã gài bẫy Xuân Xuân? Xuân Xuân, dù có chuyện gì xảy ra, ông nội cũng tin tưởng cháu. Ông nội, cảm ơn ông. Bố nhìn chúng con như vậy là ý gì? Con đã làm gì sai? Đúng rồi, hôm nay bố con cháu làm theo lời ông, để ăn tối. Sao ông có thể đổ lỗi cho bố con cháu chỉ vì có chuyện đã xảy ra à? Nói cho ta, chuyện gì đã xảy ra hôm nay vậy? Ai đã đánh thuốc mê Xuân Xuân, dùng những phương thức hèn hạ như vậy để làm hại ai đó? Cháu nghĩ ông già này mù mắt rồi à? Ta không thể nhìn thấy sao? Bố, ý bố là gì? Ý bố là đang nghi ngờ con và Giao Giao phải không? Con là con trai của bố, kể cả khi con có chút ác cảm với anh trai mình, bác Dạ vẫn là cháu của con. Làm sao con có thể hạ thuốc vợ của bác Dạ? Ông nội, về chuyện này, tại sao ông cứ khăng khăng nói có người gài bẫy chị dâu ạ? Kể cả ông muốn bảo vệ cô ấy, không cần phải tới mức này. Đúng rồi bố ạ, nếu bố thấy con chướng mắt, con có thể không bao giờ xuất hiện trước mặt bố nữa. Con không ngại khổ một chút, nhưng con không thể để Giao Giao của con bị đối xử tệ bạc. Giao Giao, đi thôi. Mỗ tổng, tôi vừa nghe được tin tức từ nhà họ Mỗ, An Xuân dường như đã mắc phải một căn bệnh ô uế nào đó với một người hay qua lại với đàn ông. Việc này không có gì đáng ngạc nhiên. Ông ơi, vì Mỗ gia không chào đón cháu, cháu không có lý do gì để ở lại cuộc hôn nhân này. Cháu sẽ ly hôn sớm thôi. Xuân Xuân, hãy để ông già này cầu xin cháu trong 6 tháng, sau đó sẽ nói về việc ly hôn. Được chứ? Ông ơi, cháu biết ông có ý tốt. Được thôi, cháu hứa với ông sẽ bàn chuyện ly hôn trong 6 tháng nữa. Mỗ gia không hạ mình đến mức cầu xin một người phụ nữ lừa dối trong hôn nhân, chúng ta sẽ ly hôn ngay lập tức. Là cô sao? Mỗ tổng, cô bé ngốc nghếch. Mỗ tổng là cách người ngoài gọi nó. Làm sao cháu có thể gọi chồng mình như thế à? Anh chính là người chồng cặn bã của tôi sao? Điều gì khiến cô nghĩ tôi là một kẻ cặn bã? Hai bạn trẻ ơi, nói chuyện riêng nhé. Ông già này sẽ không phải là kẻ thứ ba đâu. Hãy nhớ ngày mai là tiệc sinh nhật của ông, cả hai đứa nên đến. Được chứ? Quản gia phó, giúp tôi trở về phòng. Được rồi, thưa ông. Mỗ tổng, anh đã không xuất hiện trong 3 năm sau khi kết hôn. Không sống cũng không chết, không ai nhìn thấy anh. Nếu điều này không khiến anh trở thành kẻ cặn bã, thì anh nghĩ thế nào là đủ điều kiện? Từ bây giờ tôi sẽ bù đắp cho cô. Nhưng có một điều tôi muốn hỏi. Nói đi, trước đó trên điện thoại
Một người đàn ông gọi cô là em yêu. Gì chứ, đó là bạn thân của tôi và bạn trai của cô ấy. Vậy thì, còn sự thân mật ở nhà bạn thì sao? Cô ấy cũng là bạn thân nhất của cô sao? Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tên cận bã đó. Lấy nhau 3 năm không gặp, anh sẽ không đối xử với em như anh vậy. Anh là tuyệt nhất. Mỗ Tổng, anh thực sự là một cái gì đó. Ai cũng nhận là vợ. Đừng gọi tôi là Mỗ Tổng nữa. Vừa rồi ông nội chưa đủ rõ ràng sao? Đó là cách người ngoài gọi tôi, D.U.C. Tôi có thể hỏi tên của anh được không? Cô không biết tên tôi sao? Cô thực sự không biết tên tôi sao? Nghe này, thưa anh, chúng tôi đã kết hôn được 3 năm. Nhưng tất cả, chúng ta chỉ mới gặp nhau 3 lần. Trong 3 cuộc gặp gỡ này, hãy cho tôi biết lúc nào anh đã cho tôi biết tên của anh. Tôi sẽ chỉ gọi là chú. Dù sao thì anh cũng lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Nếu tôi gọi bạn là Mỗ Lão, tôi đã dành cho anh quá nhiều sự tôn trọng. Mỗ Lão sao? Muốn gọi sao tùy cô. Nhưng ngày mai tôi sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật của ông nội, tôi sẽ ở đó. Dù sao thì ông nội cũng đã đối xử tốt với tôi. Đối với anh, chúng ta sẽ giải quyết chuyện cũ sau. Đây là chìa khóa biệt thự. Có trang phục trang trọng và trang sức phù hợp bên trong. Thẻ này không có giới hạn chi tiêu. Sử dụng tùy ý cô. Cái gì, đang cố mua chuộc tôi bằng tiền à? Đừng nghĩ rằng chỉ vì anh có một ít tiền, anh có thể minh oan cho sự thật rằng anh là một tên khốn. A Xuân, đừng quên. Bây giờ cô là vợ tôi trên danh nghĩa. Cách cư xử, trang phục và ngoại hình của cô, tất cả đều phản ánh về tôi. Đặc biệt tại sự kiện tối mai. A Xuân, đừng quên. Bây giờ cô là vợ tôi trên danh nghĩa. Cách cư xử, trang phục và ngoại hình của cô, tất cả đều phản ánh về tôi. Đặc biệt tại sự kiện tối mai. Hừm, vậy à. Anh muốn thừa nhận một cách công khai rằng tôi là vợ hợp pháp của anh sao? Tại sao lại phức tạp như vậy? Cái gì? Khi đã ly hôn, anh lại tổ chức một bữa tiệc để nói với mọi người rằng chúng ta đã ly hôn sao? Nếu tôi nhớ không lầm, cô đã hứa với ông nội rồi, ly hôn sau 6 tháng. Nhưng miễn là tôi không đồng ý, cô sẽ là vợ hợp pháp của tôi suốt đời. Hình xăm này, từ khi nào cô có nó? Hình xăm này, cô có từ khi nào? Từ khi tôi còn nhỏ, sao hả? Hình xăm này, nó có ảnh hưởng đến danh tiếng của anh không? Không có gì. Kể cả có thì tôi cũng sẽ không gỡ bỏ nó. Nó là vì mẹ tôi. Cô có gia đình sao? Tôi không còn gia đình nữa. Anh à, từ giờ trở đi em sẽ coi anh là gia đình. Nhảm nhí, anh không có gia đình sao? Hoa chuông này là hoa ưa thích của mẹ tôi. Anh à, em sẽ đi hái ít thảo dược cho anh. Đợi em nhé. Ai đó? Mau đến bệnh viện. Mau lên. Mau đến bệnh viện, mau lên. Bác dạ, ở với bà ngoại. Đi thôi. Con yêu, con sẽ ổn thôi. Mau lên em. Ôi không, hệ thống phanh dường như bị hỏng. Đạp phanh lại. Đội trưởng, rõ ràng là cố ý, có người phá hoại hệ thống phanh, đó là nguyên nhân gây ra tai nạn. Mẹ, cháu muốn mẹ cháu. Mẹ. Xin chào. Ông chủ, tôi muốn có hình xăm hoa chuông ở đây. Đó là loài hoa mẹ tôi yêu thích. Được. Rồi sao?
ngay cả khi anh nghĩ hình xăm này ảnh hưởng tới hình ảnh mũ ra. Tôi có thể không tham dự bữa tiệc tối nay. Em gái Xuân Xuân của tôi không có gia đình. Có vẻ như tôi đã nhầm. Mỗ tổng, tôi mua một bức tranh cổ trị giá 1 triệu rồi, làm quà cho lão gia. Mỗ tổng, tôi cá là anh sẽ phải lòng cô ấy sớm thôi. Tôi đặt cược 100 triệu. Hãy sẵn sàng, 100 triệu, cậu chắc chắn thua cược này. Kết quả vẫn chưa được quyết định. Này, Mỗ tổng, về vụ thiếu phu nhân bị đầu độc lần trước, chúng tôi đã tìm ra. Chú của anh đã tiêu 5 triệu, mua một lọ thuốc độc ở chợ đen. Anh nhìn đi. Có vẻ như ông ấy nóng lòng để loại bỏ tất cả mọi người có thể tranh giành tài sản của gia đình. Gửi cái này cho chú ấy. Chú ấy sẽ tự hiểu. Vâng. Có chuyện gì vậy bố? Mỗ Bắc Dạ đã bắt đầu điều tra chúng ta tại bữa tiệc sinh nhật của ông tối nay, đừng gây rắc rối. Cô ấy chỉ là cô giúp việc nhà quê, việc gì đã xong là xong, họ có thể làm gì, con? Chúc Mỗ lão gia hạnh phúc bao la như biển Đông. Nhà họ Bạch tặng ngọc như ý. Chúng tôi hy vọng ông thích nó. Nhà họ Liễu dâng 10 cân vàng. Lý gia kính tặng 6 biệt thự bên hồ Tây. Được rồi, cảm ơn tất cả các vị. Chị Khải Xoan. Cuối cùng chị đã trở lại. Em kể cho chị nghe, trong 3 năm chị ở nước ngoài, anh Bắc Dạ đã kết hôn. Anh Bắc Dạ đã đến tuổi kết hôn, chẳng phải việc anh ấy kết hôn là bình thường sao? Chị chỉ thắc mắc, cô gái nào thật may mắn? Cô ấy không xứng chút nào, chỉ là một người bình thường, không có lai lịch hoặc địa vị. Đó chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, em nghe nói, họ sẽ ly hôn sau 6 tháng nữa. Chị nên nhanh lên, em đang chờ để gọi chị là chị dâu. Đừng nói vớ vẩn, ai đó nghe thấy lại hiểu lầm. Em không nói vớ vẩn, chị lớn lên cùng anh trai em. Trong mắt chúng em, chị là Mỗ phu nhân tương lai. Mỗ tổng quả thực là anh Tuấn. Còn Mỗ thiếu phu nhân lại có vẻ đẹp tuyệt trần. Giúp tôi điều tra, An Sơn có phải con gái của Doãn Phi và An Hạo không? Sự việc hồi đó, hãy chắc chắn rằng nó được xử lý sạch sẽ. Giao Giao, hãy cư xử đúng mực. Không cần vội vàng đối phó với cô gái này. Chúng ta có nhiều thời gian. Ông nội, kính chúc tài lộc của ông bao la như biển Đông, sống lâu trăm tuổi. Đây là tác phẩm nghệ thuật của Bác Sơn mà ông luôn mong muốn, cháu hy vọng ông thích nó. Ông thích nó. Bác Dạ chu đáo quá. Hãy để tôi giới thiệu mọi người. Cháu dâu của tôi, An Xuân. Ông nội, kính chúc ông luôn khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi. An Xuân kính chúc ông sức khỏe. Tốt. Xuân Xuân chú đáo quá. Cháu dâu của tôi tuy còn trẻ, nhưng đã là một tiến sĩ y tế. Bây giờ là cuộc vui của những người trẻ. Chúng ta sẽ không làm phiền nữa. Đi thôi.
À, cậu đã đến dự tiệc sinh nhật của mỗ lão gia, không nói cho tớ biết. Tình chị em có chắc bền lâu, tớ ở đây thay mặt cho ông tớ. Đợi đã, hãy nghiêm túc nào. Cậu có hài lòng với người chồng đó của mình không? Hài lòng sao? Ở khía cạnh nào? Cậu biết đấy, khía cạnh đó đó. Không tốt, anh ấy không giỏi bất cứ điều gì. Ngoại trừ việc đẹp trai, anh ấy không giỏi ở bất cứ điều gì khác. Hả? Điều đó không thể nào. Thậm chí ở khía cạnh đó sao? Trông anh ấy có vẻ không tệ mà. Vậy đây là cách hai người nói chuyện riêng về tôi công khai như vậy sao? Tại sao chúng ta không thử để xem liệu tôi có thực sự không ổn không? Ừm, mỗ tổng. Hai người nói chuyện đi, tôi sẽ quay lại gặp An Xuân xạ biệt. Anh muốn gặp tôi không? Vì cái gì đó? Cô muốn thử sao? Hả? Vậy đi thôi. Ở đâu? Cô biết ở đâu à? Này. Không, không, không. Gì vậy? Tôi vừa mới đùa giỡn với bạn tôi thôi. Ồ, cô chưa bao giờ thử, sao cô biết tôi không tốt? Vậy mà cô lại bôi nhọ tôi như thế ở nơi công cộng. Ai đã cho cô can đảm đó? Mẹ ơi, đã gọi mẹ là mẹ rồi hả? Chắc con là An Xuân, hãy đến đây với mẹ. Hai đứa đang làm gì thế? Chỉ là hiểu lầm thôi. Bác Dạ, đừng bắt nạt An Xuân nữa. Con là một doanh nhân danh giá ở Bắc Kinh, sao có thể hành động như một kẻ vũ phu? Nếu người khác nhìn thấy, họ sẽ không cười nhạo mỗ ra đó. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu mẹ. An Xuân, con không nhớ mẹ sao? Mẹ là gì thư? Bạn tốt của mẹ con. Mẹ thậm chí còn bế con khi con còn nhỏ. Con không nhớ sao? Gì thư? Cuối cùng con cũng nhớ ra. Mỗ tổng, từ khi hai người bước vào cho đến khi bước ra, chỉ kéo dài 5 phút. Với tốc độ đó, cậu rảnh quá nhỉ? Cậu có nghĩ tiền thưởng hàng tháng của cậu có hơi quá không? Không, mỗ tổng, tôi chỉ đang để mắt tới anh. Anh biết đấy. Nhưng vợ của anh vừa rời đi, và anh ngay lập tức đi theo cô ấy. Anh chắc chắn quan tâm cô ấy. Vậy vụ cá cược 100 triệu của chúng ta, chị dâu gì cơ, điều đó được nhà nước công nhận. Không phải tôi. A Xuân, từ giờ trở đi trong ngôi nhà này, con có thể sống thoải mái, mẹ sẽ giúp đỡ con. Thưa phu nhân, nó thật khủng khiếp, tiểu thư đã mất tích. Chuyện gì thế, tiểu thư? Chơi một mình trong phòng, tôi đi xuống tầng dưới lấy một ít trái cây cho cô ấy. Khi tôi quay lại thì cô ấy đã đi rồi. Chỉ mới 7 tuổi, con bé bị hen suyễn bẩm sinh, nó không thể bị bỏ lại một mình được. Bác Phúc, để ý khách ở tiền sảnh, tôi sẽ dẫn lính canh tìm sân sau. Mọi người hãy cẩn thận, đừng để ai biết chuyện này, và đừng làm phiền lễ mừng thọ của lão gia. Vâng. Dì thư, đừng lo lắng, dì có ảnh của Nini không? Con có thể tìm em được. Con sẽ đi xem. Nini. Mẹ, có chuyện gì thế? Bác Dạ, Nini mất tích. Mẹ đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thể tìm thấy con bé. Mẹ, đừng hoảng loạn, người bảo vệ ở cổng biết Nini, em ấy không thể ra ngoài. Hãy đi cùng tôi để kiểm tra phòng an ninh. Vâng. Đây có phải là tất cả các cảnh quay giám sát từ khách sạn Imperial không? Nhưng một trong số chúng dường như bị hỏng. Với ảnh hưởng của mỗ gia ở thủ đô, không thể tìm được ai để sửa chữa chứ. Đây rõ ràng là cố ý. Đây là khu vực nào? Đó là hòn non bộ ở sân sau. Tập trung tìm kiếm ở đó, đừng bỏ qua bất kỳ nơi nào. Vâng.
Mở cửa ra, có ai ở đó không? Mở ra, mở cửa. Nini, tìm kiếm, đừng bỏ lỡ bất kỳ góc nào. Cậu kiểm tra ở đây. Vâng. Cậu kiểm tra ở đó. Vâng. Anh họ, ông nội, gì? Mọi người đang tìm cháu à? Có chuyện gì vậy? Nói đi. Cô đã đưa Nini đi đâu? Cái gì? Nini mất tích sao? Làm sao có thể chứ? Camera giám sát đã bị phá hủy hoàn toàn, không thể sửa chữa được. Chỉ cần tôi không nói gì, sẽ không ai biết được. Nếu cô không nói sự thật, nó sẽ không chỉ là một cái tát. Nói, cô đã giấu Nini ở đâu? Giao giao, đến lúc này, cháu vẫn không nói sự thật sao? Sao ta lại nuôi dạy người độc ác như vậy? Nini chỉ mới 6-7 tuổi thôi. Cháu đưa con bé đi đâu thế? Hãy nói đi. Cháu không biết, em ấy đã tự chạy đi đâu đó. Tại sao ông hỏi cháu? Camera giám sát của mũ ra. Cô nghĩ đó chỉ là loại thông thường sao? Ngay cả khi cô cắt tất cả các dây, nó vẫn sẽ ghi lại mọi thứ nó thấy. Ông nội, thực ra cháu chỉ đang chơi với Nini thôi, nhưng cháu nhìn đi chỗ khác một lúc và em ấy đã chạy đi rồi. Đó là chú gấu bông yêu thích của Nini. Cái này, tìm thấy rồi sao? Đưa tôi đến đó. Đưa cô ấy đi. Hãy để mắt tới cô ta. Vâng. Ông nội, phá cửa đi, tránh sang một bên. Nini, Ân Xuân, đồ ngốc. Cảm ơn Chúa, họ vẫn còn thở. Nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện. Mau lên. Mũ tổng, mũ lão gia, tình trạng của đứa trẻ không quá nghiêm trọng. Mặc dù cô bé đang hôn mê sâu, ai đó đã che chắn cho cô bé bằng cơ thể của họ. Duy trì nhiệt độ của cô bé, không có cảm giác tê cóng. Thật kỳ diệu. Thật tốt quá. Xuân Xuân thế nào rồi? Tình trạng của cô ấy nghiêm trọng hơn, do bị tê cóng nghiêm trọng khắp cơ thể. Nếu chúng ta không cắt bỏ, cô ấy có thể chết vì suy đa tạng. Không được cắt cụt, nhưng cô ấy cũng không thể chết được. Được. Được rồi, tôi sẽ tập hợp tất cả các bác sĩ trong bệnh viện, cố gắng hết sức để cứu cô ấy. Tôi không thể đảm bảo kết quả. Ngoài ra, không lâu nữa, bác sĩ tắm thuốc cho cô ấy sẽ đến sớm. Chúng tôi không thể chờ đợi.
tôi sẽ làm điều đó. A Xuân đã bị thương vì mỗ cô ấy là vợ tôi. Vợ tôi? Tôi nên tự mình làm điều đó. Vậy thì cảm ơn mỗ tổng, nhưng nó sẽ khá khắc khe. Anh sẽ phải xoa bóp huyệt đạo của cô ấy suốt đêm để thúc đẩy sự hấp thu của thuốc. Tần Khải, đưa ông tôi và mẹ tôi về nhà trước. Ông nội đã già, cơ thể ông ấy không thể chịu đựng được sự căng thẳng này. Vâng. Hai người hãy ở đây đề phòng. Nếu không có sự cho phép của tôi, không ai được rời đi. Vâng. Thiếu phu nhân, cô ấy đã đóng băng bản thân đến trạng thái này, vẫn chưa hề thốt ra một lời phàn nàn nào. Cô ấy đã chịu đựng như thế nào? Mỗ tổng, đây là quần áo anh nhờ chúng tôi mua cho thiếu phu nhân. Được rồi, cảm ơn cậu, tôi sẽ tự làm. Anh đang làm gì thế? Được rồi, vì cô đã tỉnh rồi, cô có thể tự mặc quần áo. Đồ biến thái. Anh, cô khó chịu cái gì? Tôi đã thấy mọi thứ cần thấy. Tôi đã nhìn suốt đêm qua. Anh, âm 30 độ, đông lạnh trong 1 giờ và không bị cắt cụ chi. Có vẻ như anh ta còn có chút lương tâm. Ừm. Quay lại đi. Tôi sẽ mặc quần áo. Ồ. Đêm qua cô bị tê cáu nghiêm trọng. Sau một đêm mọi chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Mỗ tổng, tôi đã chứng kiến lần đầu tiên phép màu trong cuộc đời tôi. Cô An vẫn ổn. Chỉ cần quan sát 2 ngày. Ồ, em tôi thế nào rồi, con bé tỉnh chưa? Em gái của anh đang được các y tá chăm sóc. Cô bé sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Này, cô định đi đâu? Tôi sẽ đi gặp Nini, bây giờ con bé đang ở ICU, cô không thể đi vào. Này, đừng quên, tôi là giám đốc bệnh viện này. Anh đã tự mình bổ nhiệm tôi.
Nini, đừng lo. Em sẽ sớm khỏe lại thôi. Thật tuyệt vời, cô bé đó tỉnh dậy rất nhanh. Ngay cả bệnh hen suyễn bẩm sinh cũng được chữa khỏi. Đó là một phép màu. Có chuyện gì xảy ra với em tôi à? Ngũ Tổng, anh đến rồi. Em gái của anh không chỉ ổn mà bệnh hen suyễn bẩm sinh cũng được chữa khỏi. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Hôm nay, ngoài bác sĩ ai đã vào phòng bệnh, chỉ có giám đốc An đã vào một lần. Phải chăng là giám đốc An dành cho cô bé ấy sự đối xử đặc biệt? Cô ấy giống như một thần y. Người phụ nữ này cũng có tài đó. Anh mở tiệc à? Mũ lão, tôi không cần nhiều dinh dưỡng thế này. Cảm ơn cô đã cứu em gái tôi. Là một bác sĩ, cứu người là nhiệm vụ của tôi. Tôi sẽ đưa cô về nhà sau bữa tối. Có phải cô tặng Nini một loại thuốc nào đó không? Có chuyện gì xảy ra với Nini à? Không, bây giờ em ấy đã tỉnh rồi. Và ngay cả bệnh hen suyễn bẩm sinh cũng được chữa khỏi. Cảm ơn cô. Điều đó thật tuyệt. Anh định cảm ơn tôi như thế nào? Đây là thẻ đen dành cho không cô. Có giới hạn, hãy thoải mái sử dụng. Đây là quyền của cô với tư cách là mẫu phu nhân. Tôi không thể nhận thẻ của anh. Đây là quyền của vợ anh, không phải của tôi. Chúng ta có thỏa thuận hôn nhân, nhớ không? Đừng lo, tôi không quên đâu. Xin chào. Anh bác dạ. Em là Khải Soan. Sau bữa tiệc tối hôm đó, anh chưa liên lạc với em. Em muốn mời anh một bữa ăn. Không có thời gian. Xin chào. Anh có thời gian ở bệnh viện chăm sóc cô ta, nhưng không có thời gian đi ăn cùng tôi sao? Vậy thì tôi cũng sẽ đến bệnh viện. Nói đi, anh có phải là anh Mộ Bắc Dạ không? Chủ nhân của chiếc điện thoại này bị tai nạn ô tô, bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện. Khi nào anh có thể ghé qua? Nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng lắm, chỉ là một cơn chấn động, bệnh nhân vẫn chưa tỉnh. Cần quan sát thêm, sẽ có người đến đó sớm thôi. Trần Khải, đến bệnh viện và xử lý tai nạn của Vạn Khải Soan. Cái gì? Anh không định thăm cô ấy à? Không quan trọng. Cô gái đó đang bất tỉnh trong bệnh viện và anh đang ở đây thoải mái. Lương tâm của anh không bị tổn thương sao? Anh đúng là một người đàn ông vô tâm. Nói cho tôi vô tâm thế nào? Dù tôi là vợ anh trên danh nghĩa, chúng ta có cuộc sống riêng, anh có thể chăm sóc tốt người phụ nữ của anh ở bên ngoài. Đừng lo lắng về tôi. Ý cô là cô cũng có thể công khai tìm những người đàn ông khác ở bên ngoài, có phải đó là điều cô đang nói không? Hừ, đồ chú giả, anh có biết anh đang nói gì không? Tôi thậm chí còn chưa có một quan hệ đúng nghĩa, tôi có thể tìm đàn ông khác ở đâu? Đừng lo lắng, tôi không phải là người nhỏ mọn như vậy. Kiếm tiền là tốt nhất, ai cần đàn ông? Không, tôi chỉ cần ăn thôi. Anh Bắc Dạ đâu? Tại sao anh ấy không đến? Đừng nói với tôi cô làm tất cả điều này chỉ để gặp Mỗ Tổng. Anh Bắc Dạ đâu? Mỗ Tổng đi cùng thiếu phu nhân. Tốt nhất cô nên lo cho mình trước. Cô có biết không, có một phụ nữ có thai và một đứa trẻ trong chiếc xe kia. Người phụ nữ đó đã bị giải thai. Đứa trẻ bị thương, bố của đứa trẻ, người lái xe, bị thương nặng, chảy máu nội sọ. Vậy thì sao? Chỉ cần trả tiền bồi thường, cô nghĩ tiền có thể giải quyết được tất cả sao? Họ muốn kiện cô vì tội cố ý gây thương tích. Cô sẽ vào tù. Kể cả nếu tôi có vào tù, anh Bắc Dạ vẫn sẽ không gặp tôi phải không? Vì anh ấy ghét tôi. Tôi thả biến mất còn hơn. Từ giờ trở đi, đây là nhà của cô, hãy thoải mái ở lại. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Dì Văn, tại sao dì lại ở đây? Phu nhân bảo tôi chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hai người. Bà ấy nói thiếu phu nhân cần nghỉ ngơi và không nên làm việc quá sức. Được, vậy hãy chăm sóc tốt cho cô ấy nhé. Tất nhiên rồi. Mỗ Tổng và Khải Soan, cắt cổ tay. Vì sao? Để gặp anh. Cô ấy từ chối điều trị và cắt cổ tay mình. Tôi sẽ đến. Cô ở nhà và nghỉ ngơi. Tôi sẽ quay lại sớm. Buông ra. Đã đủ chưa?
Cô có biết không, vì sự ích kỷ của cô không chỉ làm tổn thương mà còn những người khác, tất cả là do anh. Trước đây, tôi là người phụ nữ bên cạnh anh. Tại sao chỉ sau vài năm, anh thậm chí không sẵn lòng gặp tôi một lần? Có phải vì người phụ nữ đó không, cô? Ông nội, ông ơi, cháu thực sự biết mình đã sai. Xin hãy tha thứ cho cháu lần này, ông nội. Tha thứ sao? Làm sao ta có thể tha thứ? Cô gần như đã giết chết hai mạng sống, hai cuộc đời con người. Một là em họ của cô, Nini thậm chí còn chưa được 7 tuổi. Làm sao cô có thể làm được việc đó? Ông nội, cháu thực sự không làm tổn thương Nini. Cháu vừa mở cửa hầm băng, sau đó em ấy đi vào phòng. Có lẽ em ấy đã vào đó chơi một mình. Cháu thực sự không mấy em ấy vào đó. Ông nội, xin lỗi cái gì? Nếu cô không mở cửa hầm băng, điều này có thể xảy ra không, bố? Nếu bố có thể đối xử công bằng với mọi người, Giao sẽ không thành ra thế này. Cho dù nó có cánh cửa hầm băng, vậy thì mọi sao? Người đều ổn phải không? Nhảm nhí. Nếu không có Xuân, Nini có lẽ đã chết cóng ở đó. Con vẫn còn can đảm nói vậy sao? Người cha có lỗi vì không dạy con. Từ hôm nay trở đi, cả gia đình các người không còn là thành viên của Mỗ gia. Bắt đầu từ hôm nay rời khỏi Mỗ gia, tất cả cổ phần của hai người ta sẽ lấy lại tất cả. Đi. Tại sao chứ? Tại sao lại tịch thu tài sản của bố con? Tất cả là do An Sơn đó. Cầm miệng, tự nhìn lại mình đi, đồ ngu. Chắc hẳn ta phải vô phúc lắm mới sinh ra một đứa con gái như con. Bố đánh con sao? Đúng rồi. Nếu muốn đánh, đi ra ngoài mà đánh. Đừng nổi cơn thịnh nộ ở đây, đi. Ôi không, người đâu, hãy đến nhanh lên. Xin chào. Ai vậy? Chào cô An, tôi là chú Phúc, quản gia của Mỗ gia. Mỗ lão gia mắc phải một căn bệnh lạ, cô mau đến xem nhé. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Không ổn, đó là thuốc độc. Cô An, có chuyện gì? Với lão già vậy, có một số độc tố trong cơ thể ông nội. Đây là nguyên nhân gốc rễ về căn bệnh của ông nội. Điều kỳ lạ về chất độc này là nó không thể được phát hiện bằng dụng cụ y tế. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã trung hòa được phần lớn chất độc để được an toàn. Bữa ăn của ông nội từ bây giờ ông sẽ chịu trách nhiệm. Hãy dùng chiếc kim bạc này để phát hiện thực phẩm có bị nhiễm độc hay không. Vậy hóa ra, sức khỏe của lão già bị hủy hoại. Có vẻ như ngôi biệt thự này có một con ma. Xin chào bác sĩ Sở. Bác sĩ Sở, hôm nay trông anh đẹp trai quá. Bác sĩ Sở, anh có muốn ăn trưa cùng tôi không? Đi cẩn thận nhé bác sĩ Sở. Đẹp trai quá. Đúng vậy, đẹp trai quá. Quả thực cô ấy xinh đẹp hơn trước, nữ tính hơn. Nói cho tôi, nếu Mỗ lão già đó chết dưới tay cô, chẳng phải điều đó sẽ thú vị hơn sao? Cô vạn, theo hướng dẫn của cô, tôi đã hối lộ người hầu của Mỗ gia để đầu độc thức ăn của ông già đó. Về phần An Xuân đó, phải làm gì? Tùy thuộc vào cô. Được, tôi hiểu rồi. Mỗ tổng, bây giờ chúng ta có đi đón thiếu phu nhân không? Tới đường Hoa Sen. Vâng. Mỗ tổng, cái này tắt động cơ, hãy cùng xem. Xin hãy tha cho chúng tôi, thưa cô. Chúng tôi đã sai rồi, cô là một người vĩ đại, làm ơn để chúng tôi đi. Để anh đi sao? Nói, ai ra lệnh cho anh để chặn đường tôi? Không có ai cả, thưa chúng cô. Tôi chỉ thấy cô quá xinh đẹp, chúng ta đều độc thân, vì thế chúng tôi biết mình đã sai. Chúng tôi đã biết lỗi của mình. Không nói sự thật à? Thế thì đừng trách tôi ác. Cô đã cho chúng tôi ăn gì? Một chút gì đó thôi. Điều đó sẽ đảm bảo các người không bao giờ muốn phụ nữ nữa. Tôi đảm bảo các anh sẽ không còn ham muốn sống. Khạc nhổ sẽ không giúp ích gì đâu. Nếu muốn thuốc giải độc, đến bệnh viện Thành Đô và quyên góp cho quỹ người nghèo. Ồ, thuốc giải độc giá 100.000 tệ mỗi viên. Giá ưu đãi đó.
chúng ta lại gặp nhau, An Xuân. Vạn Khải San, cô làm gì ở đây? Tôi chỉ đi ngang qua thôi, anh Bắc Giả đã để quên đồ. Trên đường tới đây, tôi đang tự hỏi làm thế nào để trả lại nó cho anh ấy. Tôi đã nhìn thấy cô, nó giúp tôi tiết kiệm được một chuyến đi. Còn một điều nữa, nói với anh Bắc Giả, tôi chưa thể trả lại chiếc áo khoác này. Sau khi tôi giặt sạch, lần sau gặp nhau, tôi sẽ đích thân đưa nó cho anh ấy. Anh ấy đã để quên, có lẽ anh ấy không quan tâm đến nó nữa. Cô không cần phải coi nó như báu vật, dù là người hay vật, miễn là nó ở trong trái tim anh ấy. Cô hiểu anh trai Bắc Giả của cô mà. Anh ấy chắc chắn sẽ mang nó về nhà, phải không? Anh ấy đã không làm vậy, nó là rác rưởi. Ồ, chiếc áo khoác này, để tôi mang nó về. Xét cho cùng, là của mũ Bắc Giả. Nếu ai đó có ý định không trong sạch khi sử dụng nó, sẽ rất rắc rối để giải thích. Ôi, tôi xin lỗi, tay tôi bị trượt. Cô có ổn không? Mặt cô sưng tấy hết rồi. Cô Vạn, cô khá gợi cảm. Những dấu hôn trên của cô đến từ đâu vậy? Cô Vạn, cô nên quay lại xe đi, nếu không một kẻ lưu manh làm cô dây và kéo cô đi đó. A Xuân, cô cứ đợi đi, đừng để tôi gặp lại cô. Cô Vạn, đi thôi. Được trả một ít làm một công việc nhỏ, nhưng lại bị cô ta hành hạ bấy lâu nay. Lên tới khi gặp lại, cô ta biết tay tôi, những tên côn đồ kìa. Cứ tiếp tục đi, hãy thư giãn đi, để lại một chút hơi thở. Thiếu phu nhân của cậy vẫn cần phải cướp người giàu để giúp đỡ người nghèo. Vâng. Thiếu phu nhân, cô nên uống nhiều hơn. Cô có cảm thấy hôm nay khỏe hơn không? Tôi thấy khi cô về, mặt cô vẫn còn rất nhợt nhạt. Cô có cảm thấy chóng mặt hoặc không khỏe không? Chỉ một chút thôi, tôi ổn. Thiếu gia đã trở lại. Cậu có đói không? Tôi sẽ lấy cho cậu một bát súp gà. Được. Anh đang cau mày với ai? Tôi sẽ mang súp lên phòng, được không? Cô có chuyện gì thế? Cô có bị thương không? Kệ tôi, đừng chạm vào tôi. Cô bị thương, tại sao không nói với tôi? Dì Văn, lấy hộp sơ cứu. Được. Đây là hộp sơ cứu. Dì đi được rồi. Tại sao tôi phải nói với anh là ai chứ? Đừng giả vờ tử tế nữa. Việc của tôi không phải là mối quan tâm của anh. Tại sao cô lại cáu kỉnh như vậy? Vậy mà nói ổn. Cô bị ngốc không? Đưa tôi xem tay cô, để tôi xem cô có bị thương không. Từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã quen với việc ở một mình, tự mình xử lý vết thương. Bây giờ đối với một vết thương nhỏ như vậy, có người thực sự quan tâm tôi. Tôi không có ý cáu kỉnh với cô, hãy ngoan nào. Để tôi xem. Nếu điều này xảy ra lần nữa, hãy gọi cho tôi ngay lập tức. Không, tôi sẽ phân công cho cô hai vệ sĩ. Không cần. Tôi không thích bị theo dõi. Tôi không thích bị theo dõi cuộc sống của tôi. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng bây giờ sao? Đây là cách cô chăm sóc bản thân sao? Cô nên biết, con người có thể phản bội. Xã hội này không phải là nơi mọi người sẽ không làm tổn thương cô nếu cô không khiêu khích. Tôi sẽ cho cô vệ sĩ. Họ có thể ẩn mình và chỉ xuất hiện khi cô gặp nguy hiểm. Lúc đó họ sẽ xuất hiện, được không? Được, tôi hiểu rồi. Đồ chú giả. Thay đổi cách gọi đó. Tôi giả vậy sao? Anh lớn tuổi hơn tôi. Nếu không phải chú giả thì tôi nên gọi anh là gì đây? Được rồi, tôi sẽ không gọi anh là chú già. Thế còn thầy mỗ? Hoặc có thể thầy. Được, vậy thì anh trai. Cô là người phụ nữ, có vẻ như không cần dùng thuốc, miệng của cô có thể chữa lành mọi thứ. Mở miệng ra, uống hết thứ này để vết thương của cô có thể lành nhanh hơn. Được rồi, mỗ lão, tôi về phòng nghỉ ngơi. Cô gọi tôi là gì? Anh trai. Bây giờ tôi đi nghỉ, ngủ ngon. Tần Khải, cậu đã tìm ra ai đã gửi bức ảnh? Nó được đăng bởi một tài khoản mạng xã hội có tên Vạn Ngũ Công. Ai đi học? Không thể biết là ai. Chúng ta có thể điều tra. Vạn Khải San, còn nữa, hãy gây áp lực cho những người đó, những người tối nay, xem liệu họ được ai chỉ đạo và mục đích của họ là gì. Vâng.
Huyền Xuân, cậu đang là xu hướng trên Weibo, cậu có biết không? Xu hướng gì? Tớ vừa mới dậy, tớ không biết. Video hôm qua cậu đối đầu với tình nhân, người phụ nữ đó, cô ấy rõ ràng là không tốt, mỗ tổng của cậu chắc bị mù rồi. Ở nhà có một người phụ nữ xinh đẹp như cậu, anh ấy vẫn đang quậy phá bên ngoài. Đúng là dù vợ có đẹp đến đâu, cậu luôn có của lạ hơn ở ngoài. Được rồi, đừng đọc nhiều chuyện tầng phào nữa, tớ sắp đi làm, cúp máy nhé. Cô đi ra ngoài à? Chú à, tôi đề nghị anh hãy quan tâm nhiều hơn đến ông nội. Vụ đầu độc của ông nội nghiêm trọng quá. Anh không biết à? Ông nội bị đầu độc, tôi nghi ngờ người hầu có thể có liên quan, đưa chất độc vào thức ăn, nhưng tôi không thể chắc chắn. Tôi đi đây. Ông nội, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cháu lại ở đây? Không có gì, không có gì, ông chỉ là già đi, sức khỏe ngày càng suy giảm. Cháu thấy đấy, Sơn Sơn chăm sóc ông rất tốt. Cháu đến đây hôm nay để bắt kẻ phản bội đã đầu độc ông. Cảm ơn cô, để chữa trị cho ông nội, tôi sẽ điều tra. Được. Ông ơi, chúng ta sẽ bắt đầu điều trị ngày hôm nay. Được rồi, được rồi. Người mà mỗ thiếu gia muốn tìm chắc là ở trong số những người hầu. Tất cả các anh hãy xem xét cẩn thận. Ông ơi, chất độc trong cơ thể ông đều đã được đào thải, bây giờ ông ổn rồi. Đây là 3 viên thuốc giải độc phổ quát, nếu còn thấy bất kỳ dấu hiệu ngộ độc nào hãy uống ngay lập tức. Được rồi. $10,000 được gửi vào tài khoản của bạn. Chú Phó, tại sao chú lại cho cháu tiền? Đó là từ lão gia, cháu dâu ngoan, đây là những gì cháu xứng đáng, mặc dù cháu là cháu dâu của ông. Cháu đã cứu mạng ông, hãy coi đó là tiền tiêu vặt nhé. Quỳ xuống. Lão Trương. Cái gì? Mỗ thiếu gia, anh ta tên là Trương Quốc Sinh. Anh ta là người đã đầu độc lão gia, anh ta còn ra lệnh cho 3 tên côn đồ để quấy rối thiếu phu nhân. Vừa rồi hắn định bỏ thứ gì đó trong trà của lão gia, đây chính là thuốc đó. Chất độc. Đây là chất độc đó. Em có cảm giác như phanh bị hỏng, đạp phanh lại. Hãy ngẩng đầu lên. Đó là anh. Tôi sẽ giết anh. An Xuân. Tần Khải. Đưa anh ta đi. Đưa anh ta đi. Giữ anh ta sống. Tôi vẫn còn câu hỏi muốn hỏi. Cô An ngất xỉu vì tức giận và cơ thể suy yếu. Đó là lý do tại sao cô ấy ước định chỉ 3 ngày trước cô ấy bước ra từ hầm băng. Nếu là một người bình thường, cơ thể có thể đã kiệt sức từ lâu. Nói đi, mỗ tổng, xe chở Trương Quốc Sinh bị nổ. Mọi người đều đã chết trong vòng một ngày. Tôi muốn biết thủ phạm đằng sau vụ nổ. Còn nữa, phân công một đội bảo vệ An Sơn. Vâng. Chính là người đó. Dì Thư. Chính là người đàn ông đó. Anh ta đã giết bố mẹ cháu. Cháu muốn giết hắn. Giết hắn. Khóc đi. Khóc đi cũng được mà, những điều đau đớn cuối cùng sẽ trở thành quá khứ. Sau này, cháu vẫn phải sống tốt cuộc sống của mình. Bố mẹ cháu sẽ theo dõi cháu từ trên trời. Nếu cháu hạnh phúc, họ sẽ được an ủi. Đừng khóc nữa. Trương Quốc Sinh vừa qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Cô không cần phải làm gì. Thiên đường đã đưa anh ta đi rồi. Hãy để việc theo dõi cho tôi. Bây giờ cô nên nghỉ ngơi. Thật sao? Đã có tin tức rồi, chiếc xe phát nổ ngay tại chỗ, khói dày đặc khắp nơi. Anh ấy chắc chắn đã chết. Mẹ, mẹ nên về trước đi. Con sẽ ở lại đây. Được rồi, ở lại với An Xuân nhé. Cháo gì Vân nấu, cho con bé ăn một ít để bổ sung dinh dưỡng. Con biết rồi. Ăn một chút đi, tôi không muốn ăn. Tôi muốn nghỉ ngơi một mình một lát.
Được. Các vệ sĩ và tôi sẽ ở ngay bên ngoài. Nếu cô cần bất cứ điều gì, chỉ cần gọi cho tôi. Hãy để mắt tới thiếu phu nhân những ngày này. Đừng để cô ấy đi ra ngoài một mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và không cho người lạ vào. Vâng, tôi đi lấy quần áo sạch cho cô ấy. Tôi sẽ quay lại sớm. Bố, mẹ. Bố mẹ có ổn không? Con muốn về nhà. Cô ấy ở đâu? Mỗ tổng, chúng tôi. Trả lời tôi đi, cô ấy đi đâu rồi? Cô đã ở đâu thế? Đừng đổ lỗi cho họ, tôi đã dùng một ít thuốc ngủ để đưa họ vào giấc ngủ. Và đừng tìm tôi muốn ở một mình một lúc, tôi sẽ quay lại khi trời tối. Bố, mẹ, con đã đến thăm hai người. Khi còn nhỏ con luôn nghĩ đó là lỗi của mình. Mà bố mẹ đã gặp tai nạn xe hơi. Cho đến hôm nay, khi con nhìn thấy người đó, kẻ đã giết bố mẹ, con đã muốn giết hắn, và sau đó đến tìm bố mẹ. Gia đình chúng ta có thể được đoàn tụ, nhưng con biết, con không thể. Con có phải là người vô dụng không? Đi thôi, không ở bệnh viện, tôi muốn về nhà. Thiếu gia, cô Vạn đã đợi ở đây được một lúc rồi, cô ấy cần nói chuyện với cậu. Kiên quyết chờ đợi ở đây, tôi không thể ngăn cô ấy lại. Tại sao cô lại ở đây? Cô Vạn đã chờ đợi anh rất lâu. Hai người nói chuyện nhé, tôi sẽ lên lầu. Hãy nói đi, cô muốn gì? Có chuyện gì vậy anh bác dạ? Em đến gặp anh, em có cần một lý do không? Chúng ta không thể vừa uống nước vừa trò chuyện được sao? Anh bác dạ, em biết anh và An Xuân chỉ trong một cuộc hôn nhân hợp đồng. Không sao đâu, em có thể đợi. Anh bác dạ, anh say rồi. Tại sao anh lại đổ mồ hôi? Hãy để tôi lau nó cho anh. Cô đã cho gì vào đồ uống? Nó có thể là gì chứ, anh bác dạ? Em chỉ muốn anh là chính mình. Thiếu gia, chuyện gì vậy? Cút đi. Anh bác dạ, đi đi. Cô Vạn, thiếu gia đã nói như vậy, xin vui lòng rời đi. Thiếu phu nhân, chuyện gì đã xảy ra với thiếu gia? Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy say thế này. Có vẻ như cô Vạn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt mục đích. Dì Văn, giúp tôi bế anh ấy vào phòng. Người anh ấy thật nóng, có vẻ như anh ấy đã uống rất nhiều thuốc. Anh, mỗ bác dạ, đồ khốn nạn. Tôi là chồng của cô, sao có thể là một tên khốn? Hãy im lặng đi, anh đã bị đánh thuốc mê, tôi cần điều trị cho anh. Thế nào? Như thế này sao? Đừng nghịch ngợm. Chúng ta còn hơn 5 tháng nữa trước khi ly hôn, trong thời gian này anh không thể xâm phạm tôi. Được. Vì cô quá kháng cự, tôi sẽ không ép buộc cô. Cô có thể đi ra ngoài. Không, tôi cần đưa cho anh thuốc giải độc ngay bây giờ, nếu không anh sẽ đau đớn. Tôi không cần. Cô đi ra ngoài. Đi 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 đi, ra ngoài. Đừng trách tôi, tôi chỉ không muốn làm tổn thương cô. Không có việc tốt nào không bị trừng phạt. Thiếu phu nhân, thiếu gia rất quan tâm đến cô. Hôm nay, anh ấy đã giải quyết vụ nổ đó. Vụ nổ không phải là một tai nạn sao? Cô nghĩ rằng ô tô cứ nổ tung mà không có lý do sao? Trương Quốc Sinh chỉ là một người bình thường. Tuy nhiên, có người đang cố gắng ám sát anh ta. Có gì đó mờ ám ở đây. Thưa cô đã nghĩ tới chuyện đó chưa? Cũng hôm nay, nếu thiếu gia thực sự có chuyện gì đó xảy ra với Vạn Khải Soan,
liệu cô ấy có bỏ công sức đến đây không? Tôi đã chứng kiến thiếu gia lớn lên. Anh ấy chưa từng yêu ai. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thiếu gia đối xử với bất kỳ người phụ nữ nào khác như cách cậu ấy đối xử. Tôi không nên nói những điều này. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi sẽ đi kiểm tra anh ấy một lần nữa. Ừm, bộ ngực đó, khuôn mặt đó. Anh ấy khá đẹp trai. Tại sao cô lại quay lại? Đừng nói. Điều này có thể tạm thời làm giảm cơn sốt của anh, nhưng nó không đủ. Anh vẫn cần. Cần gì? Ừm. Đừng lo, chất độc đã được trung hòa. Thế là đủ rồi. Cô có biết không? Cô đang đùa với lửa đấy. Đùa với lửa thì có gì sai? Dù sao về mặt pháp lý tôi là của anh. Thỏa thuận trước là vô hiệu. Nếu tôi ngủ với cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Cả đời, ai cần anh chịu trách nhiệm? Nói cho tôi, câu chuyện đằng sau hình xăm này, tôi muốn biết. Để kỷ niệm mối tình đầu của tôi. Và để nhớ đến mẹ tôi. Cô đã cho tôi lần đầu tiên cô nói về mối tình đầu nào vậy? Thôi đi chú già. Ai nói mối tình đầu phải ngủ cùng nhau? Suy nghĩ của anh có thể bớt vớ vẩn không? Không ngủ cùng nhau thì làm sao có thể là mối tình đầu? Đó chỉ là sự yêu thích trong tim tôi là mối tình đầu. Nó là gì thì kệ anh. Được rồi, tôi sẽ để cô giữ lại chút kỷ niệm tuổi thơ. Chút nữa tôi sẽ đưa cô đi. Để gặp một người. Đây chính là kẻ chủ mưu vụ nổ. Tôi đã để anh ấy sống sót hỏi bất cứ điều gì cô muốn hỏi. Sở Phàm Cư. Bác sĩ Sở, làm sao có thể là anh được? An Xuân. Đó thực sự là cô sao? Cô đã chữa khỏi được chất độc trong người Mỗ lão gia, lãng phí bao năm tháng làm việc vất vả của tôi. Tại sao cô không xuống địa ngục? Đầu tiên là anh cung cấp thuốc độc cho Mỗ Y do nhà họ Mỗ để làm hại tôi. Sau đó hối lộ người hầu của dinh thự Mỗ để đầu độc Mỗ lão gia. Sau đó cung cấp ma túy cho Vạn Khải để làm hại chồng tôi. Bây giờ anh đã gây ra vụ nổ này. Đồng nghiệp cũ, tôi muốn hỏi anh, mục đích chính xác của anh là gì? Tại sao à? Chỉ vì cô còn quá trẻ, đã kết hôn với người đàn ông giàu nhất thủ đô, không làm gì cả, đã trở thành giám đốc bệnh viện. Tôi ghét cô và tôi ghen tị với cô. Vì thế anh đã dùng mọi cách có thể để phá hủy mọi thứ tôi có. Đúng rồi. Ngay sửa ngày xưa, cô là tất cả mọi thứ trong tâm trí tôi. Tôi đã xem cô như một hình mẫu. Nhưng thật không may, cô đã kết hôn. Và người cô kết hôn không phải là tôi. Những hành động lố bịch của anh, trong mắt tôi, chẳng có gì ngoài những thủ đoạn vụng về. Tuy nhiên, có một người tôi khá quan tâm. Làm thế nào anh biết đến Trương Quốc Sinh? Tôi từng là bác sĩ gia đình ở biệt thự Mỗ gia. Tôi biết lão Mạc không thích tôi. Tôi cũng biết tôi sẽ không tồn tại được lâu. Vì thế tôi muốn bí mật hối lộ ai đó để làm việc cho tôi. Làm thế nào anh tìm thấy Trương Quốc Sinh? Một lần, tôi bất ngờ đã nhận được một video. Đó là về một tội ác mà anh ta đã phạm phải trước đây. Tôi đã không biết ý định của người đó. Nhưng có đòn bẩy vẫn tốt hơn là không có gì. Thế nên tôi đã hối lộ anh ta để làm việc cho tôi. Cho tôi xem video, hãy thả tôi ra trước. Sau đó tôi sẽ cho cô thấy. Đừng cố tỏ ra thông minh, kể cả nếu tôi để anh đi, tôi vẫn có thể bắt giữ anh vào ngày mai. Ở thủ đô này, anh nghĩ anh có khả năng để thoát khỏi Mỗ thiếu gia không? Không chỉ ở thủ đô, kể cả trên toàn thế giới, nếu chồng tôi muốn bắt anh có nghĩ rằng anh có thể thoát dễ dàng không? Hãy cho tôi biết điều gì đó hữu ích. Tôi có thể để anh đi. Rời khỏi thủ đô từ bây giờ, đừng để tôi gặp lại anh. Cảm ơn Mỗ thiếu gia. Thiếu phu nhân, người gửi video này là từ một tài khoản ảo. Tôi đã thử nhiều lần nhưng không thể tìm ra vị trí. Hãy điều tra tới cùng.
Vụ bắt giữ Sở Phàm Cơ cuối cùng sẽ truy tìm lại tôi. Tôi cần tìm cách để có được sự tin tưởng của anh Bắc Giang. Tôi phải nhắm vào điểm yếu của anh ấy. Địa chỉ ở đó, phải truy tìm dù thế nào đi nữa. Vạn Khải San, tại sao cô lại ở đây? Anh Bắc Dạ, em nhớ anh. Cậu đi được rồi. Năm năm trước, anh trai cô cùng tôi ra nước ngoài. Chúng tôi gặp phải một vụ cướp. Anh trai của cô đã hy sinh để cứu tôi. Lúc đó tôi đã thề với anh ấy rằng tôi sẽ chăm sóc cô. Nếu anh thực sự quan tâm em, anh sẽ không cưới người phụ nữ đó. Khải San, tôi coi cô như em gái của tôi. Trước khi An Sơn xuất hiện, anh đã rất tốt với em. Tại sao anh không đi dị cô ấy? Từ bây giờ sẽ ổn thôi. Làm ơn, được không? Cái chết của anh trai cô ấy khiến cô ấy bị trầm cảm nặng. Nếu hôm nay tôi không đồng ý, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu cô sẵn lòng, tôi sẽ bảo vệ cô từ bây giờ. Anh sẽ ly hôn với cô ấy hả? Đàn ông thật là hai mặt phải không? Một mặt nói yêu tôi và nói rằng anh ấy sẽ ly dị tôi với người khác. Thật là một kẻ cặn bã. Tại sao lại như vậy chứ? Hãy ly hôn ngay bây giờ. Trở thành hacker không khó lắm, bất cứ ai cũng có thể làm được. Rốt cuộc, trước đây tôi đã thắng một cuộc thi máy tính. Chuyện gì vậy? Máy tính bị nhiễm virus. Ồ không, hệ thống đã bị hack. Mỗ tổng, trên sổ đỏ của anh, thông tin đã được thay đổi. Anh đã bị thiếu phu nhân ly hôn. Tình trạng hôn nhân, đã ly hôn. Mời giám đốc Giang từ cục nội vụ qua uống trà. Anh ấy đã ở cửa rồi. Mỗ tổng, kỹ thuật viên của cục nội vụ đã làm việc hơn 2 giờ nhưng vẫn không thay đổi được tình trạng ly hôn. Chắc nó bị hack rồi. Chúng tôi đang khẩn trương làm việc đó. Tất nhiên, anh cũng có thể chọn gọi cảnh sát. Không cần đâu, tôi sẽ tự giải quyết. Vâng, vâng, vâng. Mỗ tổng, chúng tôi đã tìm thấy camera giấu trong văn phòng của anh. Có lẽ là do Vạn Khải San đặt trước đó. Cô ta cố tình gửi video cho thiếu phu nhân. Lúc này, thiếu phu nhân đã ở Vạn Thị. Chuẩn bị xe, chúng ta tới Vạn Thị. Vâng. Cô cũng đã xem video rồi. Anh Bắc Dạ sẽ ly hôn với cô. Anh ấy có tình cảm với tôi. Cô chỉ là đồ quê mùa. Sao cô dám đến công ty của tôi? Hãy ra khỏi đây ngay. Hay tôi cần gọi cho anh Bắc Dạ. Đuổi cô ra ngoài. Cô đang đẻ trứng à? Cạch cạch không ngừng như thế. Cái gì? Cô đã đưa cho tôi cái gì thế? Chỉ là một chút chất độc. Mẹ cô không dạy cô cách nói chuyện. Vậy tôi sẽ dạy cho cô một bài học. Cô? Sao cô dám? Cô nghĩ cô là ai? Tại sao tôi lại không dám? Cô thực sự nghĩ rằng cô là người phụ nữ của Mỗ Bắc Dạ và mọi người nên nhường nhịn cô? Sợ cô à? Thật nực cười. Tôi khuyên cô nên nhìn vào bàn tay của mình trước. Tệ quá, đau quá. Cô có 10 phút để trả lời câu hỏi của tôi. Hãy nói thật với tôi và tôi sẽ cho cô thuốc giải độc. Nếu cô nói dối, phát ban này sẽ lan rộng khắp cơ thể cô, rồi nó sẽ bừng ngủ. Được rồi, hỏi đi. Thấy chưa, hợp tác chẳng phải tốt hơn sao? Ai đã đưa cho cô đoạn video cô gửi cho anh Sở? Đó là Mỗ Chu Quân, chú của anh Bắc Dạ. Làm sao để chứng minh điều đó? Cô có bằng chứng. Xin hãy cho tôi thuốc giải độc trước. Có gì vội thế? Ba tên côn đồ gây rắc rối ở quầy bán đồ ăn trước đây, họ cũng do cô sắp xếp à? Nói sự thật, tôi có thể tìm ra ngay cả khi cô không nói cho tôi biết. Vậy nếu đó là tôi thì sao? Anh Bắc Dạ sẽ trách tôi sao? Tất nhiên là không, nhưng cô thực sự may mắn. Mỗ Chu Quân đã cho cô rất nhiều thuốc độc, vẫn không thể giết được cô. Hừm, Mỗ Bắc Dạ có biết không? Về tất cả những điều cô đã làm, chuyện của anh Bắc Dạ với tôi không phải là việc của cô. Nếu cô không cho tôi thuốc giải độc, cô cũng có thể trực tiếp giết tôi. Dù sao thì tôi cũng đang tìm cái chết. Tôi có thể đến gặp anh trai tôi. Cô hoàn toàn vô vọng. Cô muốn giết tôi sao? Chỉ vì Mỗ Bắc Dạ sao? Anh Bắc Dạ là của tôi. Anh hứa sẽ ly hôn với cô và bảo vệ tôi mãi mãi. Thuốc giải độc. Đưa cho tôi thuốc giải. Mở miệng ra. Để làm gì? Đó là thuốc giải độc. Ở lại với anh trai Bắc Dạ của cô đi. Đúng là một người hai mặt. Tôi không cần anh ta chút nào. Dù cô không muốn tôi thì cô vẫn là vợ tôi. Tránh sang một bên, cô ấy sẽ không chết. Bây giờ cô định đi đâu? Đồ chú già, chúng ta đã ly hôn rồi. Xin hãy buông tay. Không buông tay phải không? Cô có phải là một con chó? Tôi không chỉ là một con chó, tôi còn là một con hổ. Một con hổ cái, anh có thể làm gì? Cô hoàn toàn vô lý. Chúng ta hãy về nhà.
A Xuân, cô cứ đợi đó. Tôi sẽ làm cho cô biến mất. Đồ biến thái. Đã nhìn đủ chưa? Tôi đã tự tay tắm cho cô nghĩ tôi đã nhìn đủ chưa? Đồ biến thái, không biết xấu hổ. Đánh gục tôi và tắm cho tôi. Tôi có yêu cầu anh làm điều đó không? Một quý ông biết giới hạn của mình. Anh chỉ là một tên vô lại. Mắng xong chưa? Không tệ đâu. Nào, uống chút nước. Tôi sẽ không uống. Đi đi, tôi không muốn gặp lại anh. Tôi đã hứa với Vạn Khải Xoan sẽ ly hôn với cô chỉ để xoa dịu cảm xúc của cô ấy và không khiêu khích cô ấy nữa. Chú già, chú đang làm gì vậy? Giải thích có cần thiết không? Nếu anh không mệt thì tôi cũng mệt thay anh. Thay vì nói chuyện với tôi ở đây, anh nên đi cùng cô ấy. Một người phụ nữ yếu đuối như cô ấy. Anh đã đi xa quá lâu, cô ấy có thể khóc đến chết. Anh không cảm thấy tiếc sao? Nên đi đi, đừng làm phiền tôi. Hơn nữa, chúng tôi đã ly hôn rồi. Đây là sự giam giữ bất hợp pháp. Nói xong chưa? Đầu tiên, mối quan hệ của tôi với Vạn Khải Xoan, tôi đã nói với cô rồi, không có gì nào khác ngoài sự bảo vệ. Hơn thế nữa, thông tin ly hôn được cơ quan dân sự công nhận, không phải bởi tôi. Nó không được tính nếu không có sự đồng ý của tôi. Cô sẽ là vợ của Mỗ Bắc Giã suốt đời. Cô không thể trốn thoát, hãy từ bỏ ý định đó. Mở cửa đi, đồ biến thái. Bây giờ cháu đã thực sự làm được điều đó. Mỗ Bắc Giã, cháu thực sự đã tự tay đánh vợ của chính mình. Con bé đã cưới con, đây là cách con đối xử với con bé à? Ai bảo cô ấy ly hôn con một cách riêng tư, nhảm nhí? Đó có phải là lý do để đánh vợ không? Con sẽ đi kiểm tra An Xuân. Nói với mẹ, Mỗ Bắc Giã có bắt nạt con không? Mẹ sẽ bảo vệ con. Mẹ ơi, con ổn. Tại sao mọi người lại ở đây? Đồ ngốc, con nên biết ta là mẹ của con. Mẹ của con, ông nội cũng là ông nội của con. Nếu Mỗ Bắc Giã làm điều gì không phù hợp, chúng ta sẽ bỏ qua nó. Con ly hôn cũng không sao, mẹ sẽ nhận con làm con đỡ đầu. Ông nội cũng sẽ nhận cháu làm cháu gái của ông. Ngay cả sau khi ly hôn, chúng ta vẫn là gia đình của cháu. Cô ấy là vợ con. Suốt đời, giấy ly hôn đó không được tính. Cháu còn đủ can đảm để gọi con bé là vợ sao? Cháu đã ở đâu trong 3 năm sau đám cưới? Khi con bé bị bắt nạt ở bên ngoài, cháu đã ở đâu? Loại đàn ông nào lại nhốt vợ mình? Cô ấy là một con người, không phải con chim hoàng yến cháu nhốt trong lồng. Về ngày hôm qua, tôi thừa nhận tôi đã quá trớn. Hôm nay tôi sẽ ở nhà để chăm sóc cô. Như một lời xin lỗi, được chứ? Không cần thiết. Tôi rất bận rộn với công việc. Ai cần anh ở bên? Tôi sẽ đưa cô đi. Không cần. Cô cần được bảo vệ, không liên quan đến anh. Ơ. Anh lên trước đi. Bệnh viện Thành Đô. Vâng. Tại sao anh lại đi lên? Tôi lo lắng cho cô. Lái xe. Tôi lo lắng cho cô. Lái xe. Vợ ơi, lần này anh đã sai rồi. Thái độ của anh có vấn đề, sẽ không xảy ra lần nữa. Chuyện gì vậy? Là thư ký Tần. Xe của thư ký Tần gặp nạn. Hãy cẩn thận, thiếu phu nhân. Chiếc xe đó ban đầu là để chúng ta đi. Đây chắc chắn không phải là một tai nạn đơn giản. A Xuân, tôi đã nói với cô là tôi sẽ khiến cô biến mất. Em xin lỗi, anh Bắc Giã. Anh là người không muốn em. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói nguyên vẹn. Anh Tần, do tác động từ bên ngoài đã được chẩn đoán bị chấn động nặng. Vết thương ở đầu đã được khâu. Ngoài ra còn có vết bỏng trên lưng do vụ nổ, khá nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
tôi nghi ngờ ai đó về vụ việc này. Vạn Khải Soan phải không? Đúng. Mục tiêu của cô ấy luôn là tôi. Ban đầu, xe của thư ký Tần. Ban đầu là để tôi đi. Chỉ vì chúng ta đã cãi nhau. Chúng ta đã đổi xe vào phút cuối phải không? Mỗ Bác Dạ. Lần này anh có định bảo vệ cô ấy nữa không? Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ không có cơ hội làm tổn thương em nữa. Mỗ Bác Dạ. Tôi chỉ muốn sống, cuộc sống bình yên hơn. Lần này cũng may thư ký Tần không sao, và tôi cũng ổn. Nhưng lần sau thì sao? Anh có thể đảm bảo rằng cô sẽ không nghĩ ra cách khác để đối phó với tôi không? Tính cách của tôi, bất cứ ai nhắm vào tôi sẽ không để họ yên. Cho dù họ có bị mù, bị đầu độc hoặc phát điên, tôi có thể dễ dàng làm cho nó xảy ra. Nhưng nếu tôi làm thế, tôi sẽ trở thành cái gì? Một người phụ nữ độc ác, tàn nhẫn, báo thù mù quáng. Mỗ Bác Dạ, anh không nghĩ như vậy, tôi sẽ trở nên rất thảm hại sao? An Xuân, trên thế giới này sẽ không có Vạn Khải Xoan thứ hai. Anh sẽ không để cô ấy làm tổn thương em dù chỉ một chút nữa. Hãy tin anh. Tôi có thể tin tưởng anh điều gì? Hãy đi với anh. Đưa cô ấy lên. Vâng. Trong lúc này, em có thể trả thù theo cách em muốn. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. Ồ, không bảo vệ cô ấy nữa à? Hay anh nghĩ cô ấy cũng suýt làm tổn thương anh, nên giờ cô ấy không đáng được bảo vệ à? Tôi tự hỏi đó là người đàn ông nào lúc đó còn đặc biệt nói với tôi, đừng làm khó cô ấy, sợ cô ấy có thể tự sát. Trước đây anh cảm thấy mình nợ anh trai cô ấy, bây giờ anh không còn nữa. Sau gần ấy năm, anh đã làm được rồi. Điều tồi tệ nhất cô ấy đã làm là tổn thương em. Anh đã tha thứ cho cô ấy một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai. Ở thế giới này, không ai có thể làm hại em, kể cả anh. Cô đã làm gì? Cô đáng chết. Cô có quyền gì mà cạnh tranh với tôi? Tôi sẽ giết cô. Cô có thể đã có một cuộc sống tử tế, nhưng cô đã hủy hoại bản thân cô như thế này. Thật là đáng thương. Nếu tôi là anh trai của cô, tôi muốn tát cô để chết. Cô đã tự chuốc lấy điều này. Bằng chứng về tội ác của cô, tôi sẽ thu thập và đưa cho cảnh sát. Dành phần đời còn lại trong tù đi. An Xuân, dù có chết tôi cũng sẽ kéo cô theo cùng. Mỗ Bác Dạ. Vạn Khải Soan, cô bị bắt vì tội âm mưu giết người, hãy đi cùng chúng tôi. Anh Bác Dạ. Mỗ Bác Dạ, anh có ngốc không? Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện. Đừng khóc mà vợ. Anh mừng vì em vẫn ổn. Đợi một chút, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay. Khi anh ổn hơn, chúng ta sẽ lấy lại giấy chứng nhận kết hôn, được không? Thật sao? Đừng nói dối anh. Thật mà, em không nói dối. Vợ à, đây có phải là một phước lành trá hình cho anh không? Đồ ngốc. Thuốc đã được thay rồi. May mắn thay anh ấy đã được đưa. Nếu không thì có thể đã sốc vì mất máu quá nhiều. Cảm ơn bác sĩ Vương. Không có gì. Mẹ, con xin lỗi. Chính vì con mà anh ấy, nó đã làm điều đúng đắn. Một người đàn ông có thể bảo vệ người phụ nữ của mình là một người đàn ông thực sự. Nếu có chuyện gì xảy ra với con, mẹ sẽ không bao giờ có được sự bình yên trong cuộc đời mình. Có vẻ như cháu ta rất có trách nhiệm. Ta có thể yên tâm giao lại Mỗ Gia cho hai đứa. Được rồi, hai đứa hãy nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ không làm phiền cháu nữa. Chúng ta sẽ quay lại khi Bác Dạ tỉnh dậy. Mẹ, ông nội, hãy đi cẩn thận nhé.
tôi sẽ đi mua đồ ăn, tôi sẽ lấy ít thuốc. Anh tỉnh rồi, anh cảm thấy thế nào? Anh cảm thấy anh nhớ em rất nhiều. Tôi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Không khí lãng mạn ở đây quá nhiều. Này, cậu, em đang hỏi về cơ thể của anh. Vết thương của anh thế nào rồi? Nó có đau không? Đây. Đợi một chút, nó sẽ giảm bớt cơn đau của anh. Em đặc biệt nghiên cứu nó cho anh. Thuốc xịt chống viêm và giảm đau. Em là liều thuốc giảm đau tốt nhất của anh. Anh lại sốt nữa rồi. Được rồi, ăn thôi. Xinh quá. Món cho anh ăn. Mỗ bác dạ. Chồng à, anh có nghĩ chúng ta sẽ như thế này cho đến khi chúng ta đầu bạc răng long không? Gọi anh là chồng. Anh sẽ hứa với em một đời. Em chỉ cần yêu anh. Mọi việc khác cứ để anh lo. Chồng à, nhớ nhé. Từ giờ trở đi em chỉ có thể gọi anh như vậy. Vợ. Này này, anh ghê tởm đến vậy sao? Em nghĩ có thể em đã có thai. Nhưng cũng chỉ có khả năng thôi, mạch vẫn còn yếu. Bác sĩ, đừng nói nữa. Em có thể tự chẩn đoán, không cần phải gọi ai khác. Kiểm tra vẫn tốt hơn. Không phải em vừa nói, mạch của em không ổn định sao? Và em cảm thấy không khỏe, tất cả cần phải được kiểm tra. Được, như anh muốn. Lần đầu làm bố, em có thể hiểu được. Tần Khải, mau chuẩn bị sách thai giáo cho thiếu phu nhân. Xin chúc mừng thiếu gia. Xin chúc mừng thiếu phu nhân. Xuân, chị không thể tin được là em có thai. Tớ thậm chí còn không ngờ. Nhìn này, em bé bé quá, rất dễ thương. Có điều gì? Chúng tôi cần chú ý đến điều gì thưa bác sĩ? Không. Làm chuyện vợ chồng. Hãy nghiêm túc nào. Ngoài ra, hãy bổ sung axit folic. Phụ nữ mang thai cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Được rồi. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi ngay bây giờ. Em không phải là người yếu đuối như vậy. Ngoài ra, đứa trẻ này đến quá đột ngột. Em còn chưa thích nghi được. Mau thích nghi nhé. Em yêu, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận kết hôn nhé. Chúng ta nên để đứa trẻ được sinh ra hợp pháp. Con của anh, con của mỗ bác giả, xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên thế giới này. Nào, ngồi đi. Em yêu, hãy nghe anh nói. Trong khi bụng của em chưa lớn, hãy tổ chức đám cưới nhé. Lễ cưới anh nợ em trước đây, anh muốn bù đắp cho em. Hẹn hò là không đủ để anh yêu em. Hãy cho anh một cơ hội được ở bên em suốt đời, được chứ? Cặp đôi tôi ship cuối cùng cũng tái hôn. Cứ cười tuét tuét đi và tôi sẽ trừ tiền thưởng của cậu. Vấn đề này không khẩn cấp, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi anh xuất viện. Anh đã khá hơn rồi. Anh đã khỏe hơn rồi. Anh có thể xuất viện rồi. Chuẩn bị xe về biệt thự. Vâng. Ông nội, nếu cháu chưa đưa Xuân trở lại làm cháu dâu của ta, đừng gọi ta là ông nữa. Muốn nói gì thì hãy nói đi, nếu không thì đi. Đừng làm phiền ông. Ông nội, An Xuân có thai rồi. Ông sắp trở thành ông cố. Đến bây giờ cháu vẫn chưa mang cho ông giấy chứng nhận kết hôn, mà lại nói rằng con bé đang mang thai. Hãy cứ mơ đi. Đi, đừng ảnh hưởng đến việc luyện tập thư pháp của ông. Ông nội, An Xuân, cuối cùng cháu đã trở lại. Lâu lắm rồi cháu mới đến mỗ gia. Ông nội rất nhớ cháu.
Bố, Xuân Xuân đã đừng nó. Được một lúc rồi, bố thậm chí còn chưa nhìn lên. Ai đã nói? Không có việc gì, đừng làm phiền việc luyện viết của bố. Trong bữa ăn, bố cũng bảo mọi người đừng gọi bố. Bố cứng đầu. Giờ lại chết con bé. Đó là lỗi của ta, lỗi của ta. Bố, An Xuân có thai rồi. Thực sự có thai sao? Đồ khốn nạn. Con bé đang mang thai và cháu vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận. Cái gì? Cháu muốn Xuân Xuân sinh con trong tình trạng mơ hồ này sao? Đi lấy sổ hộ khẩu đi. Tối nay hãy mang về giấy chứng nhận kết hôn, để cho Xuân Xuân danh tính hợp pháp. Đi lấy giấy tờ. Trong chiếc bàn cạnh giường ngủ của bố. Đã chuẩn bị xong hết rồi bố ạ. Xuân Xuân, ông đã chuyển 30% cổ phần của Mỗ Gia nằm trong tay ông sang tên của cháu. Đừng vội từ chối. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này đã được ký kết và chuyển sang tên của cháu. Từ lần đầu tiên ông gặp cháu, ông biết cháu sẽ là con dâu nhà họ Mỗ. Giao phó Mỗ Gia cho cháu, ông rất yên tâm. Ông ơi, cái này quý giá quá, cháu không thể nhận nó. Con bé ngốc. Dù cháu có chấp nhận hay không, số tiền này đã được chuyển sang tên của cháu. Tiền ở bên ngoài bản thân, ông không thể mang nó theo khi chết. Nhưng các cháu còn trẻ, khác với ông, các cháu có nhiều cách sử dụng tiền. Hãy coi đây là món quà cưới của ông dành cho cháu. Hãy nhận đi con. Đây là mong muốn của ông nội. Con nhận đi, con xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên thế giới này. Vòng tay này đã được đích thân trao cho mẹ bởi bà của con hồi đó. Nó đại diện địa vị của mẫu hệ của Mỗ Gia. Từ bây giờ con sẽ là vợ hợp pháp của bác Dạ, đứa bé, con của con và nó. Hãy sống tốt từ bây giờ nhé. Nếu thằng nhóc này dám bắt nạt con, ông nội và mẹ sẽ không để nó yên. Hai đứa đã trải qua khá nhiều chuyện, đã đến lúc tổ chức đám cưới. Xuân Xuân, con nghĩ thế nào? Đây có phải là thời điểm tốt để tổ chức đám cưới không? Con nghe theo anh ấy, tùy anh ấy quyết định. Càng sớm càng tốt. 3 ngày nữa thì thế nào? 3 ngày sau là một ngày tốt lành. Anh Mỗ Bắc Dạ, sau này dù bệnh tật hay mạnh khỏe, anh có sẵn sàng cưới An Xuân làm vợ anh không? Tôi đồng ý. Cô An Xuân, sau này dù giàu có hay nghèo khổ, tôi đồng ý. Chú rể bây giờ có thể hôn cô dâu của anh.